Rồi em chào bà con nhân nay ngày 22 tháng 5 2023 ha. Em lên số máy cập nhật cho bà con coi cái gì ủng hộ em ha. Rồi mã số là 250 nè, cây này cây iPhone 4S nha. 4S thì nó gạch hai bên ha. Cây này 16 GB quốc tế. Nút home bấm không được bấm ở trên màn hình ha. Em bán 300 nha. Mã số là 250, bỏ SIM nghe gọi tốt lắm. Máy móc ok full chức năng luôn ha. Cây này thì riêng nguyên cây luôn, bỏ sim vô cái mình ra quán cà phê mình ngồi ha, đó ứng dụng sẵn hết trơn, ra uống cà phê lâu lâu mình móc cái alo cũng đã nữa ha. 250 nha, 300k ha. Rồi mã số là 251 ha. Cây này Galaxy Z2 Prime nha, học online tốt, Android nó là 6 chấm nha. Cây này em bán 350 thôi, xài được hai sim 4G luôn á. Cây này full chức năng riêng nguyên cây luôn nha. Đó, rin hết toàn bộ luôn. Đó, full chức năng rin hết toàn bộ, tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn ha. Pin rời ha. Đó, máy móc ok full chức năng ha. Rồi cây này em bán 350 nha, mã số là 251 nha. Hai sim 4G luôn á. Ai mua thì cọc em cái cạc Viettel 50% nha, cọc 100 em sẽ bao ship nha. Chuyển khoản ngân hàng thì càng tốt ha. Còn bên em bán có cọc mới bán nha, mã số là 251 nha. 252 nè, cây này kêu Huawei U02 nha, RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 5 chấm luôn. Cây này em bán 350 thôi, mã số là 252 nha. Máy này thì xài được hai sim luôn, rin nguyên cây full chức năng luôn nha. Đó, màn hình rin main rin luôn. Đó, màn hình rin main rin, tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn. Pin thì tốt lắm, pin thì nghe gọi biết chừng nào, một ngày trời mới hết nó. Máy móc ok luôn ha, 252 nha, 350 ha, xài được hai sim luôn. Rồi 253 nè, Galaxy Z200 nha, Z320 nha. Cây này bán online, Android nó 5 chấm luôn. Em bán 400 nha, mã số là 253 nha. Đó, 253 máy móc ok luôn ha. Đó, tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn nè. Đó, ứng dụng sẵn luôn, pin thì tốt lắm, máy móc ok full chức năng luôn nha. Đó, vỏ thì cũ có 5 tháng thôi mà xài được hai sim luôn. Rồi em bán 400k nha, mã số là 253 nha, của thằng Sam luôn. Rồi cây Sony XA Gam 2, bộ nhớ 16, Android nó 7 chấm luôn. Cây này em bán 500 nha, nói gọn hơn hơn rồi, bỏ túi nghe gọi ok đúng không. Cây này xài được hai sim, rút cái lưỡi này ra bỏ hai sim lên ha, cái chỗ này bỏ thẻ nhớ nha, cái nắp đậy này mất rồi ha. Rồi cây này em bán 500 nha, Android nó 7 chấm luôn, mã số là 254 nha, màu cam luôn ha. Rin nguyên cây full chức năng, tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn đó. Máy móc ok full luôn ha, bỏ sim nghe gọi tốt lắm, pin cũng trâu nữa đó, đẹp không. Rồi cây này 254 nha, 500k. Rồi 255 nè, cây này cây Redmi 6A RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 9 chấm luôn, của dòng Mi ha. Cây này em bán 550 nha, 550 mã số là 255 nha, 255. Cây này thì mạnh lắm, xài được 6 nhân mỗi nhân 2 Hz. Cây này chơi được game luôn á, được hai sim luôn, một thẻ nhớ luôn, chọt ở bên ngoài ha. Xài hai sim 4G luôn, màn hình rin main rin hết toàn bộ luôn, tải sẵn ứng dụng cho con luôn đó. Pin cũng tốt lắm, máy móc ok luôn ha, đó nghe gọi tốt lắm. 550 nha, mã số là 255 nha. Rồi 256 nè, cây Redmi 5, Redmi Note 5. Cây này bị đớm ha, RAM 3, bộ nhớ 32, Android 8 chấm. Thường thường cây này em bán 800 á, nhưng mà giờ bị đớm mà em bán 550 thôi. Bỏ sim nghe gọi ok, hai sim 4G ha, chơi được game Liên Quân Wi-Fi bị úp luôn ha. Găng tay một chạm nè ha. Có hồng ngoại xài được hai sim 4G ha. Em 550 nha, mã số là 256 nha. Nó bị đớm ở đây tí nị ha, không ảnh hưởng gì hết nha, cảm ứng xài bình thường. Full chức năng luôn, rin nguyên cây luôn ha. Đó, chơi vài bữa nữa cái đốm này có thể mất luôn nha, tại không nứt nha, chỉ bị đốm tức màn hình nó đốm thôi, vài bữa nó hết ha. 550 mã số là 256 nha. Rồi cái 257 nè, cây này cây Redmi Note 4 nha, full cây luôn, rin nguyên cây full chức năng không lỗi gì hết luôn nha, chơi được game Liên Quân Wi-Fi bị úp luôn nha. Cây này RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 7 chấm luôn. Cây này em bán 650 nha, 650 mã số là 257 nha. Nó xài được hai sim 4G có hồng ngoại luôn nha. Máy móc ok luôn, màn hình rin main rin rin hết toàn bộ luôn. Đó, tải sẵn ứng dụng cho một con luôn, pin thì tốt lắm.
chơi được game luôn ha. Đã không? Đó, bán ghê ghê luôn, có 650 à. Mã số là 257 nha. Ai mua thì cọc em cái cạc Viettel 50 hay là 100 nha. Cọc 100 em sẽ bao ship nha. Chuyển khoản ngân hàng thì càng tốt ha. Rồi bên em bán có cọc nha. Cọc qua thì em sẽ ship nha. 650 ha. Rồi cây 258 nè. Cây nô 6 nha. Nô 6 mà hàng nô này là RAM 3, bộ nhớ 32 luôn. Android nó 9 chấm luôn. Rất là mạnh nha. Đặc biệt là Ring nguyên cây full chức năng luôn. Em bán có 700k. Cái màn hình không đủ tiền ha. Hai sim 4G luôn. Mã số là 258 nha. Máy móc ok luôn, có thằng nô luôn ha. Thằng nô thì bền cực kỳ mà RAM 3 nó mạnh nữa. Máy móc ok luôn, tải sẵn ứng dụng luôn ha. Nút nút home thì có găng tay luôn nha. Máy mạnh cực kỳ luôn nha. Nè, em tải sẵn ứng dụng cho con nè, bấm vô ứng dụng nó chơi ha. Game này kia là ok đúng ha. Đó pin thì tốt lắm ha. Rồi 258 nha, nô 6 nha. 700k. G7 Prime ha, G7 Prime RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 8 chấm luôn. Cái này em bán 700 nha, mã số là 259 nha. G7 Prime. Máy móc ok, full chức năng riêng nguyên cây luôn. Cài sẵn ứng dụng cho bà con luôn, pin tốt, xài được hai sim 4G luôn, nút home có găng tay luôn nha. Của thằng Sam luôn. Mã số là 259 nha, 700k ha, hai sim 4G luôn nha, một thẻ nhớ luôn, chọt ở đây ha. Rồi G7 Pro RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 9 chấm luôn. Cây này em bán 900 nha, mã số là 260 nha. Đó, máy móc ok luôn, chạy được hai sim một thẻ nhớ luôn. Màn hình máy móc ok luôn ha. Cây này thì full chức năng không lỗi gì hết nha, pin thì tốt lắm, tải con cá sẵn luôn. Tải sẵn ứng dụng luôn. Máy móc mạnh lắm. Máy móc găng tay trên nút home nữa. Màu xanh dương ha. 900k nha, mã số là 260 nha. Rồi 900k chưa đủ tiền cái màn hình. Rồi mã số là 261 nè. Cây này Galaxy S9 nha. Đó, RAM 4, bộ nhớ 64, Android nó 10 chấm luôn. Cây này có sạc không dây nè, có đo nhịp tim nè, găng tay một chạm nè. Ha. Cây này xài được một sim ha. Màn hình Super AMOLED, máy móc ok luôn ha. Nó tải sẵn ứng dụng cho con là chơi được game Liên Quân Wi-Fi V-Up luôn nha. Em bán giá 1,6 triệu nha, hồi đó cầm lấy 8 triệu đi mua nó không nổi luôn, không có ai bán luôn. Mới ra là mười mấy triệu á, giờ em bán có 1,6 triệu à. Cây này không nứt không bể không gì hết, hơi ám nhẹ thôi ha. Rồi mã số là 1261 nha, 261 giá có 1,6 triệu nha. 262 nè, cây này Galaxy S9 Plus nha, S9 Plus. Cây này RAM 6 chứ không phải thường đâu, RAM 6 bộ nhớ 64, Android nó 10 chấm luôn. Cây này xài được hai sim, camera kép nè, găng tay một chạm, đo nhịp tim nè, sạc bằng đuôi tay sạc không dây nè. Nó xài được hai sim luôn, màn hình Super AMOLED cong luôn nha. Nó sạc bằng đuôi tai si luôn. Mà cây này không nứt không bể không gì hết luôn nha. Nó RAM 6 luôn, em bán 2 triệu 2 ha. Mã số là 262 nha. Cây này đó mua 20 triệu đi mua nó. Rồi giờ rẻ rẻ luôn, có 2 triệu mấy là sở hữu được cây em nó ha. S9 Plus luôn. Đó, giờ nó ra tới ha Ultra 23 hay gì đó, S 23 hay gì đó. Chứ giờ hồi đó mà cầm được cái này mới sợ màn hình Super AMOLED. Cái giá em bán chưa đủ tiền cái màn hình. Mã số là 262 nha, 2 triệu 2 ha. Rồi, cây đầu tiên là cây 230 nè. Cây này Galaxy Z2 Prime nha, học online tốt, Android 6 chấm luôn. Em bán có 350 à. Bỏ hai sim nghe gọi ok 4G luôn nha. Đó, máy móc thì full nguyên cây, riêng nguyên cây luôn nha. Cây này thì pin rời dễ thay dễ sửa dễ xài luôn ha. Em tải sẵn ứng dụng cho con rồi nè, máy móc ok full chức năng ha. Đó, em tải sẵn luôn ha. Đó, ứng dụng tải sẵn luôn, game bỗng ok luôn ha, máy móc ok, bỏ được hai sim luôn nha. Đó 350 thôi, mã số là 230 nha. Ai mua thì cọc em cái cạc Viettel 50 hay là 100 nha, cộng 100 thì em sẽ bao ship nha. Ai chuyển khoản được thì ok ha, còn không chuyển khoản được thì mua cái cọc Viettel nha. Em bên em bán có cọc nha. Rồi mã số là 231 nè. Cây này Oppo Neo 9 nha, bị nứt miếng tí nị ha. Đây, bị nứt tí nị ngay góc nữa ha. Cảm ứng xài bình thường. RAM 2, bộ nhớ 16, Android 5 chấm luôn. Cây này em bán là 300 ha. 300k.
mã số là 231 nha, xài được hai sim 4G luôn, máy móc ok, full chức năng riêng nguyên cây luôn, tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn ha. Tải sẵn ứng dụng luôn, máy móc ok luôn ha, ứng dụng tải sẵn hết rồi đó, có đủ hết trơn ha. Bỏ sim nghe gọi cũng hai sim nghe gọi không cũng lời nữa, có 300k. Mã số là 231 nha. Rồi 232 nè. Cây này cây Sony Z nha, RAM 2, bộ nhớ 16, Android nữa là 5 chấm. Cây này em bán nghe gọi nha. Đó, nghe gọi tốt luôn ha. Em bán 350 thôi. Đó, mã số là 252 ha, bỏ được hai sim luôn. Máy móc ok, full chức năng luôn của so luôn ha. Đó, tải sẵn ứng dụng vô con luôn nè. Đó, chơi ứng dụng không cũng lời nữa. Rồi có 350 thôi nha, 350 cái này ha. Mã số là 232 ha. Nó máy móc ok luôn nè, nó dung dứt đã không, bỏ túi nghe gọi tốt lắm ha, pin thì cũng tốt lắm đó, có đủ ứng dụng hết trơn ha, tải sẵn hết trơn luôn đó. Rồi 350 mã số là 232 ha. 233 nè, Oppo Neo 9 luôn, RAM 2, bộ nhớ 16, Android 5 chấm luôn. Cây này em bán 350 nha, bỏ được hai sim nghe gọi ok luôn ha. Mã số là 233 nha, 233 luôn, xài được hai sim luôn, máy móc ok, riêng nguyên cây, full chức năng đó, tải sẵn ứng dụng luôn đó, đầy đủ ha. Rồi pin thì tốt ha, máy móc ok luôn ha. Đó, cây này 233 nha, 350 ha. 234 nè, Galaxy Z200 nha, học online tốt, Android 5 chấm luôn, em bán 350 rồi. Mã số là 234 nha, xài được hai sim luôn, cuốn sam luôn, rin hết toàn bộ màn hình, rin men rin rin hết luôn. Đó, tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn. Đó, máy móc rin hết toàn bộ luôn ha. Rồi cũ qua 5 tháng thôi ha. Bỏ túi nghe gọi tốt lắm, nó nhỏ hơn xíu ha. Mã số là 234 nha, 350 ha. Cái 235 nè. Cây Redmi 5A nha, tiếng Anh ha, RAM 2, bộ nhớ 16, Android 7 chấm luôn. Cây này pin của nó em lấy cục pin khác bỏ vô nó hơi bự nha. Pin nó trâu hơn nên pin nó hơi bự ha. Mã số là 235 nha, 400k, pin trâu lắm, màn hình rin men rin hết toàn bộ luôn, máy móc ok, full chức năng luôn ha. Đó, tải sẵn ứng dụng luôn, độ pin bự luôn ha. Rồi 400k, mã số là 235 nha. 236 nè, cây Asus A007 nha, cây này RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 6 chấm luôn. Cây này em bán 450 nha, mã số là 236 nha. Đó, máy này thì mạnh lắm, Android nó 6 chấm luôn, máy móc ok, full chức năng, rin nguyên cây, tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn ha. Đó, tải sẵn ứng dụng luôn. Đó, ứng dụng này tải sẵn luôn, máy móc ok, full chức năng luôn ha. Rồi cây này em bán 450 nha, mã số là 236 nha. 237 nè, cây này cây Galaxy A7 nha, RAM 2, bổ nhớ 16, Android nó 6 chấm luôn. Cây này màn hình Super AMOLED, ghi nguyên cây, full chức năng luôn ha. Máy móc ok, mỏng như là gì, nguyên khối luôn. Xài được hai sim luôn nha. Em bán 500k nha, mã số là 237 nha. Bình thường bên ngoài thấy màn hình nó hơi hơi vậy vậy nha, nhưng mà ở trong màn hình đẹp lắm nha. Cái màn hình này riêng luôn á, tại ông Super ổng đi, đi 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 ráp, chạy ráp để ngoài nắng nó hơi màn hình vậy ha. Nhưng mà màn hình nó trong đẹp lắm nha, nó máy đẹp ken sebang luôn, không có ảnh hưởng gì hết nha. Đó, pin thì tốt lắm, máy móc ok full luôn ha, màn hình Super AMOLED luôn. Đó, tắt màn hình thì nó hơi vàng vàng nhẹ nhẹ ha. Rồi cây này 500k nha, mã số là 237 nha. Hai sim luôn á, ai mua thì cộng em cái cạc Viettel 50% nha. Cộng 100 thì em sẽ bao ship nha. Bên em bán có cọc nha. Rồi 238 nè, Redmi 3S nha, Redmi 3S RAM 2, bộ nhớ 16, Android 6 chấm luôn. Cây này găng tay một chạm, có hồng ngoại, xài được hai sim 4G ha. Nó có 500k thôi, mã số là 238 nha. Redmi hàng mạnh lắm, máy móc ok, full chức năng luôn, mạnh lắm ha. Đó, tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn. Đó, tải sẵn luôn, pin thì tốt lắm, riêng nguyên cây, full chức năng luôn. Rồi 500k thôi, mã số là 238 nha, xài được hai sim 4G luôn. Rồi cái 239 nè, cái Redmi 6A nha, RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 8 chấm luôn. Đó, cây này em xạ giảm luôn, em còn 500k cho bà con ha, mã số là 239 nha. Đó, mạnh lắm, máy móc ok luôn, có 500k sở hữu được một cây máy riêng nguyên cây, full chức năng luôn nha.
Đó, tải sẵn ứng dụng pin thì tốt lắm. Đó, hôm nay em bớt cho bà con luôn còn 500 ha, mã số là 239 nha. Rồi cái 240 nè, cây G Sony G3312 ha, cây này RAM 2, bộ nhớ 16 Android nó 7 chấm sạc đuôi Type-C luôn nha. Nó pin thì trâu lắm, nặng kịch, xài được hai sim, cái nắp sim nó mất rồi ha. Thẻ nhớ nằm ở trên, sim mà ở lưỡi này rút ra được hai sim ha. Bỏ sim vô ha, cái nắp đậy đi cho đẹp nhưng mà mất rồi ha. Rồi cây này em bán 550, mã số là 240 nha. Đó, máy móc ok của thằng So luôn ha. Máy móc ok luôn. Đó, tải sẵn ứng dụng vô con luôn. Pin thì tốt lắm. Sạc đu tay si luôn. Rồi mã số là 240 nhân 550 nha. Rồi 241 luôn. Galaxy S6 nha. Màn hình nó Super AMOLED luôn. RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 6 chấm luôn. Cây này em bán 600 nha. Có sạc không dây, có đo nhịp tim ha. Đó, máy móc ok luôn ha. Đó, bị chốc thủy ở đây miếng ha. Màn hình thì đẹp, Super AMOLED luôn. Đó, tải sẵn ứng dụng luôn, pin thì trâu lắm. Máy móc ok luôn ha. Đó, em bán rẻ có 600k, RAM 3 của nhớ 32 luôn. Đó, S6 luôn. Mã số là 241 nha. Rồi 242 nè. Cái Asus X00LD nha, RAM 4 nha. RAM 4 của nhớ 64, Android nó 8 chấm luôn nha. Em bán 700, mã số là 242 nha. Đó, cây này RAM 4 nó rất là mạnh, màn hình Ryzen main Ryzen hết. Găng tay trên nút home luôn nha. Đó, tải sẵn ứng dụng là fan đi này kia tự lưu học vừa luôn. Máy pin tốt mạnh lắm. Rồi Ryzen nguyên cây full chức năng luôn nha. Nữa RAM 464 luôn, em bán có 700 rồi nha. Mã số là 242 nha. Rồi cái 243 nè. Đó, cái 243 nha, cái Oppo F5 nha, RAM 4, bộ nhớ 32, Android nó 7 chấm màu đỏ ha, găng tay một chạm nha, xài được hai sim 4G ha. Nó pin thì trâu lắm. Em bán 700 nha, 700k thôi, mã số là 243 nha. Đó, cây này F5 luôn, máy móc ok, full chức năng. Đó, full chức năng luôn ha. Em tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn. Đó, màn hình cũng còn đẹp luôn ha. Rồi màu đỏ nha. Rồi 700k, mã số là 243 nha. Rồi 244 nè, cái Redmi 5 Plus nha, Redmi 5 Plus RAM 4 nha, RAM 4 bộ nhớ 64 Android nó 8 chấm luôn, chơi tất cả các loại game Liên Quân, Free Fire, Free Up luôn ha. Em bán 800, mã số là 244 nha. Đó, xài được hai sim, máy móc ok, full chức năng luôn, màn hình Ryzen luôn. Rồi, sạc không dây gì đo nhịp tim ha, có hồng ngoại, xài được hai sim 4G, mã số là 244 nha, 800k. Rồi 246 nè. Cây này cái Oppo Reno 4 nha. RAM 8 cộng 5 là RAM 13, bộ nhớ 128, Android nó 12 chấm. Cây này em bán 2 triệu rưỡi nha, mã số là 246 nha. Đó, sạc đuôi Type-C, xài được hai sim 4G ha. Máy nó màn hình đẹp đục lỗ luôn nha, riêng nguyên cây full chức năng luôn màn hình nè, đẹp Ken Seven luôn nha. Trời, nó đẹp Ken Seven luôn, nó mượt lắm. Chơi tất cả các loại game Liên Quân, Free Fire, bị up luôn ha. Rồi nó mạnh lắm nha. Đó, máy móc ok luôn ha. Ủa đẹp ken luôn. Rồi máy móc đẹp ha. Rồi cây này mã số là 246 nha, 2 triệu rưỡi ha. Oppo Reno 4 nha. Cầm sang lắm ha. Nó đẹp ha. Rồi cái 211 nè, cây này Galaxy Z2 Prime nha, học online tốt, Android nó 6 chấm luôn. Cây này xài được hai sim 4G luôn ha. Nó của thằng Sam luôn. Em bán giá là 350 nha, mã số là 211 nha. Đó, 211 máy móc ok, full cây riêng nguyên cây full chức năng luôn ha. Đó, em tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn, pin tốt, pin rời luôn ha, dễ thay dễ sửa ha. Rồi 211 nha, 350 thôi, xài được hai sim 4G luôn nha. Rồi 212 nè, cây Note 2 nha, RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 7 chấm luôn. Cây này em bán 400 nha, xài được hai sim luôn. Mã số là 212 nha, của thằng Note luôn á. Máy móc ok, full chức năng luôn, riêng hết toàn bộ luôn, màn hình riêng men riêng riêng hết luôn nha. Đó, máy móc pin hết toàn bộ luôn nha. Đó, tải sẵn ứng dụng wifi đầy đủ, pin thì tốt ha, trâu bò ha. Nó bỏ sim nghe gọi tốt lắm ha, 400k, mã số là 212 nha. Rồi cái 215 nè, cây này cây Moto E Plus ha. Cây này RAM 3 nha, RAM 3 bộ nhớ 32, Android nó 7 chấm luôn. Em bán có 550 thôi, mã số là 215 nha. 550 cái này ha. Đó, RAM 3 bộ nhớ 32, găng tay trên nút home luôn. Máy móc green nguyên cây luôn, màn hình đẹp Ken Japan luôn, nó trong vắt luôn, nó pin thì cũng tốt lắm, máy móc ok luôn ha, rất là nhạy luôn, RAM 3 mà
Rồi 550 nha, mã số là 215 nha. Đó, cây này cũng xài được hai sim luôn. Rồi 216 nè. Redmi S2 nha, Redmi S2. Cây này bị nứt. Nứt một đường từ đây xuống đây ha. Đó, một đường một ha. Đó, màn hình thì full screen. Máy móc ok luôn ha, RAM 2, bộ nhớ RAM 3 nha. RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 9 chấm luôn. Chơi được tất cả các loại game liên quân Wi-Fi với ốp luôn ha. Camera kép nè, găng tay một chạm, có hồng ngoại, xài được hai sim 4G luôn. Đó, 216 nhân 550 thôi, 550 sở hữu một cây là chơi được game ha. Máy móc ok luôn, tải sẵn ứng dụng luôn, con cá nó lội một cái không thấy đường luôn, đã luôn ha. Đó, màn hình riêng luôn nha, bị nứt một đường đi ép kính được luôn nha. Nhưng mà em không có thời gian để ép, em để về bán cho rẻ nha, chứ ép là bán tới 800 lượng. Nó độn giá lên ha, bà con mua không nổi, để về mua bà con mua nổi ha. Mã số là 216 nha. Rồi cái 217 nè, cây này No 3.1 nha, No 3.1 thì RAM 3 nha, RAM 3 bộ nhớ 32, Android nó 10 chấm. Cây này mạnh lắm, mở nhỏ gọn dễ bỏ túi ha. Ai nói gọn mà đi gọn đi ríu đi này vậy kia, đi đồng đi làm hồ này kia á, mà nó mạnh. Nó mạnh mà nhỏ gọn ha, thì lấy cái này ha. Trời ơi, nó RAM 3 bộ nhớ 32 con No nó mạnh dữ dằn lắm, Android nó 10 chấm luôn. Cây này em hồi trước em bán 700, nay em bán còn 600 cho bà con luôn, sổ luôn ha, bán giá vốn luôn nha. Mã số là 217 nha, 217 nha. Em sổ cái này luôn, ai mà cần thì bỏ túi nghe gọi tốt lắm ha. Đó, bỏ sim nghe gọi cũng lời, nó pin thì tốt lắm, xài được hai sim chọc ngoài luôn nha. Hai sim 3G luôn. À, 4G luôn. Mã số là 217 nha, 600K. Rồi 218 nè, cây này Galaxy A6 nha, Greenwin cây full chức năng. À, RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 9 chấm luôn. Cây này thì riêng luôn nha, em bán có 700K thôi của người Sam luôn, rất là mạnh. Găng tay một chạm, xài được hai sim luôn. Ở cây này thì màn hình nó bị nứt hồi trước, nhưng mà đi ép kính. Đó, ép kính ha. Nhưng mà nó là màn hình riêng nha. Đó, cảm ơn cái kính nó không có liên quan tới màn hình nha, màn hình riêng là nó riêng. Còn cái kính là chỉ ép thôi ha. Đó, hồi trước nó bể cái lằn trắng trắng này nè, vài bữa nữa sẽ mới hết ha. Đó, lằn nè. Rồi em đi ép lại ha, màn hình nó cũng đẹp ha, được cái màn hình riêng nha. Đó, cây này full chức năng, tải sẵn ứng dụng, pin cũng tốt lắm, xài được hai sim 4G luôn. Mã số là 218 nha, 700K. Rồi 219 nè, 219 là Redmi Note 5A, cây này RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 7 chấm luôn nha. Chơi tất cả các loại game liên quan Wi-Fi bê ốp luôn. Cây này pin trâu dữ lắm nha. Em bán 700 có găng tay một chạm, mã số là 219 nha. Xài được hai sim 4G luôn. Đó, bên trong cực kỳ luôn, máy móc ok, full chức năng luôn. Đó, màn hình riêng, men riêng hết toàn bộ luôn, riêng hết, tải sẵn ứng dụng cho con luôn nè. Đó, máy móc ok, full chức năng luôn nha. Đó, máy cũ là 5 tháng nhưng mà rất là mạnh luôn ha. Đó, RAM 3, bộ nhớ 32, Android 7 chấm luôn. Em bán 700 nha, mã số là 219 nha. Rồi, 220 nè. Cây này cây Galaxy Note 5 nha, nó hơi ám. Nó nằm mà nó bị tróc thủy ở đây nè, hơi ám miếng ha, không sao hết. RAM 3, à, RAM 4 luôn, RAM 4 bộ nhớ 32, Android nó 7 chấm luôn. Đó, cây này em bán có 700, màn hình Super AMOLED, có găng tay một chạm, có sạc không dây, có cây viết ha. Đó, em bán có 700 ha, 700K là mã số là 220 nha. 220 luôn, máy móc ok, full chức năng luôn, màn hình riêng luôn. Máy móc đẹp luôn ha, màn hình riêng luôn ha. Nó chỉ là cho em cho cái ám nha, ám nhẹ thôi chứ không ảnh hưởng. Em tăng ánh sáng lên cái camera em quay được có camera em quay được có xa 60 Hz, còn 30 Hz, còn màn hình tới 60 Hz nên nó chớp ha. Đó, mới ám nhẹ không ảnh hưởng gì mấy ha. Rồi găng tay trên đúng hôm tải sẵn con cá nó lội luôn, mà cây này thường thường em bán 1.1-1.2 á, giờ em bán có 700K ha, mã số là 220 nha. Rồi mã số là 221 nè. Cây này cây Redmi S2 nha, RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 9 chấm luôn. Cây này em bán 750, giờ em bán 700 thôi. Đó, camera kép găng tay một chạm luôn, xài được hai sim 4G luôn, có hồng ngoại luôn. Đó, ngay chỗ này nó hơi cao miếng là do em đôn cục pin nó bự một chút ha, cục pin nó xịn sò hơn ha, nó trâu hơn nữa. Nên nó chỗ này nó hơi cao tí ha. Đó, cây này em bán 700 nha, mã số là 221 nha. Pin thì trâu bò lắm. Đó, pin thì tốt lắm nha, em để mấy ngày là pin cũng vẫn còn chạy bình thường. Máy móc ok, full chức năng ha. Đó, tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn, chơi được tất cả các loại game luôn. 700K nha, mã số là 221 nha.
Rồi cây 222 nè, cây này cây B Phone 3 của ABA cây gì đó, sản xuất gì đó không biết. RAM 4 bộ nhớ 32, Android nó là 8 chấm ha. Cây này em bán 750 nha. Đó, mặt kính sau nè ha, có găng tay nè ha. Đó, máy móc ok, xài được hai sim luôn. Máy đẹp lắm nha, nút nguồn nằm bên đây nha. Đó, nút nguồn nằm bên đây, màn hình này full chức năng. Rin nguyên cây luôn ha. Máy móc ok, màn hình đẹp luôn, pin thì trâu lắm. Đó, sạc đuôi tai chi luôn ha, xài được hai sim luôn. Đó, mã số 222 RAM 4 luôn nha. Em bán có 750 nha. B Phone nha, B Phone 3 ha. Rồi mã số 223 nè. Cây này cây Galaxy Note 5 nha, RAM 3, RAM 4. Bộ nhớ 32, Android nó 7 chấm. Cây này em bán giá 1 triệu nha, mã số là 223 nha. Có găng tay một chạm, có sạc không dây, có đo nhịp tim, màn hình Super AMOLED full chức năng, màn hình đẹp luôn nha. Không ám ố không gì hết luôn. Em tải sẵn ứng dụng cho bà con rồi. Ồ, nó đẹp cancel bé luôn nha. Đó, máy móc ok full chức năng luôn nha. Nó màn hình nó đẹp, không có ám ố, không chày không gì hết luôn. Đó, pin thì tốt nha, bán giá 1 triệu nha. RAM 4 nguồn nhớ 32 luôn. Còn màn hình Super AMOLED luôn, có sạc không dây luôn. Mã số 223 nha. Rồi có cây táp, táp mà mã số là 225A nha, 225A. Cây táp này táp Husky ha. Husky ha. Bán giải trí nha, bỏ sim được luôn nha. Cây này được xài được hai sim luôn. Ngay chỗ này nè, dứt cái này lên có sim bỏ vô đây ha. Mã số là 225A nha, em bán 300k thôi. Bỏ sim nghe gọi cũng lời nữa. Làm điện thoại bàn á, bỏ sim để nhà đó, ai điện thì điện á. Đó, chơi game nè, em tải sẵn game hết, tất cả các loại game rồi. Đó, chơi game chung cũng lời nữa, pin thì trâu lắm. Bán có 300 rồi nha, 300k ha, mã số là 225A nha. Rồi cái 225B nè. Cây này cây táp GTS 170202 nha. Đó, táp GTS 170202. Cây này cũng xài sim luôn, hai sim luôn ha. Đó, bỏ sim thì là lấy cái nắp màu đen này nè. Đó, dít ngay chỗ này ra ha. Nó cái này hai email là hai sim ha. Rồi cây này RAM 2, bộ nhớ 16, Android 5 chấm, em bán 400 nha. Mã số là 225B nha. Máy này thì bỏ sim nghe gọi luôn, giống như một cái điện thoại luôn ha. Đó, em tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn. Đó, ứng dụng quá trời luôn, game bỗng người kê luôn. Chơi game không cũng lời nữa, quánh bài này kia, quán cá, bắn trứng đầu vàng, chém trái cây luôn cũng lời nữa ha. Có 400k, mã số là 225B nha. 225C nè, cây này cây iPad mini 1 nha, cây bán giải trí luôn, 700k, nó còn đẹp ha, nhằn chế táo ha. Đó, mướt rượt luôn. Hồi đó cầm 15 triệu đi mua cây này, 15 củ đi mua mà chưa mua nổi luôn. Hồi thời mới ra nó ghê gớm lắm, nổi tiếng một thời. Đó, bây giờ sang trọng lắm, cầm cây này mà ra chơi game thôi, tải game về chơi game cũng thấy nó hách dịch nữa. Màn hình đẹp luôn ha, full hết toàn bộ luôn nha. À, máy móc ok full hết luôn ha, wifi đầy đủ. Rồi chơi game không cũng lời nữa ha. Còn coi phim này kia rồi lên mạng coi phim ha. Đó, cây này em bán 700 nha, mã số là 225C nha. Rồi 225D nè, cây này cây táp TB 17104 nha. Cây này học online tốt, Android nó 8 chấm luôn. Cây này em bán có 350 nha, mã số là 225D nha. Bỏ sim nghe gọi ok luôn ha, có sim luôn nha. Đó, bỏ sim ngay chỗ này nè. Đó, cây này thì chơi game thôi cũng lời nữa. Máy móc ok, em tải sẵn game hết rồi, bọn rồi. Đó, chơi game cũng lời nữa, bỏ sim nghe gọi, bỏ đi làm điện thoại ở nhà cũng lời nữa ha. Mã số là 225D nha, có 350 được sở hữu cây này, chơi đánh bài này kia online, bắn cá bắn trứng đầu vàng chém trái cây ha. Rồi 225D nha, 350 ha. Rồi cây 193 nè. Cây Oppo Neo 9 nha, RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 5 chấm, em bán cũng có 350 nha, xài được hai sim 4G luôn ha. Mã số là 193 nha. Đó, máy móc rin nguyên cây full chức năng luôn, rin hết toàn bộ luôn, tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn. Pin thì tốt lắm ha, của thằng bộ luôn, cực kỳ đã luôn. Mã số là 193 nha, 350 ha. 194 nè, cây này Oppo Neo 9 nha, RAM 2, bộ nhớ 16, Android 5 chấm, cây này màu vàng ha. Mã số là 194 nha, 350, xài được hai sim 4G luôn. Máy móc thì rin nguyên cây full chức năng, tải sẵn ứng dụng cho bà con ha. Đó, rin nguyên cây luôn, bỏ sim nghe gọi cũng lời nữa. Có 350 à, mã số là 194 nha. Rồi 195 là siêu nhỏ luôn, của thằng Sam luôn. Galaxy Z200 nha. Học online tốt, Android 5 chấm luôn. Cây này em bán 400 nha, mã số là 195 nha. Nó xài được hai sim luôn.
Nó full chức năng trên nguyên cây luôn, màn hình trên mandarin luôn. Đó, đếm tới thời điểm này mà nó còn đẹp như vậy là cũng dữ dằn lắm, bền lắm, dữ dằn lắm nha. Pin thì tốt, pin rời luôn, hai sim luôn nha. Mã số là 194 nha, 400k ha. Đó, cây 196 nè. Cây này cây Vivo ha, 16 1610 ha, bị nứt miếng ha. Bị nứt một miếng ở góc này nè, nó có miếng miếng ha. Cảm ứng người xài bình thường, màn hình Green Man Green hết toàn bộ, RAM 2, bộ nhớ 16 luôn, Android 6 chấm luôn ha. Cây này em bán 400 nha, bỏ sim nghe gọi ok, được hai sim luôn, một thẻ nhớ trên đầu luôn ha. Rồi cây này mã số là 196 nha. Đó, 196 luôn, có 400k ha. Đó, tải sẵn ứng dụng mà pin tốt luôn, máy móc ok của ông vô luôn ha. Rồi cây 197 nè, của ông vô luôn. Cây này Vivo 1606 ha. Cây này có Face ID nhận diện khuôn mặt ha. RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 6 chấm luôn. Cây này em bán có cũng có 450 ha. Mã số là 197 nha, xài được hai sim luôn, máy móc ok, full chức năng luôn, riêng nguyên cây luôn nha. Đó, có 450. Đó, xài được hai sim luôn, máy móc ok, full chức năng luôn. Ai mua thì cọc em cái cạc Viettel ha, 50 hay 100 nha, cọc 100 thì em sẽ bao ship nha. Còn ai có tài khoản thì chuyển khoản, em cảm ơn ha. Rồi bên em bán có cọc nha, cọc mới bán nha. Mã số là 197 nha, 450 ha. Rồi 198 nè, no no 6 nha, cây này bị nứt. Nứt con góc khoảng miếng hay gì á. Nứt con miếng dưới đây hay gì á. Nè, con miếng dưới đây ha. Cảm ứng người xài bình thường, no 6 rất là mạnh mẽ luôn, cây này RAM 3 nha, bộ nhớ 32 luôn. Rất là mạnh, tải sẵn ứng dụng vô con luôn ha. Đó, cây này mạnh dữ dằn lắm. Đó, RAM 3 bộ nhớ 32 luôn, Android nó 9 chấm luôn, em bán có 450 à, cho bị nứt nha. Nếu mà không bị nứt cây này bán là 800 ha. Nhưng mà giờ em bán có 450 à, mã số là 194 nha, 198 nha. Xài được hai sim luôn, 4G luôn, máy móc ok, full chức năng, màn hình zin luôn ha. Đó, màn hình zin luôn. Bị nứt miếng ở dưới góc không ảnh hưởng gì hết nha, cảm ứng người xài bình thường. Rồi cây này em bán có 450, mã số là 198 nha. 199 nè, Galaxy Z2 Pro màu đen ha, RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 7 chấm luôn. Đó, cây này em bán có 500, Green nguyên cây, full chức năng của thằng Sam luôn. Mã số là 199 nha. Đó, máy móc ok, full chức năng luôn, mà Green Green hết toàn bộ luôn. Đó, máy móc ok luôn ha, Green hết. Đây, tải sẵn ứng dụng cho bà con rồi, pin rời để dễ thay, dễ sửa, dễ xài luôn, màn hình Green luôn ha. Rồi, em bán có 500k nha, mã số là 199 nha. Rồi cái mỏ 200 nè, 200 là Galaxy Z2 Pro màu vàng ha, RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 7 chấm luôn, em bán cũng có 500k, xài được hai sim luôn ha. Máy móc ok, Green nguyên cây, full chức năng luôn, màn hình Green, main Green, Green hết màu vàng nha. Tải sẵn ứng dụng pin rời dễ thay, dễ sửa, dễ xài ha. Rồi có 500k, mã số là 200 nha. Của thằng Sam luôn nha. Rồi cây 201 nè, cây này no 3 nha. No 3 RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó là 9 chấm ha. Cây này em bán 500 nè, sim chọc ngoài ha. Hai sim luôn nha, một thẻ nhớ, hai sim một thẻ nhớ ha. 500k thôi màu trắng nha. Mã số là 2101 nha, 201 ha. Nó còn Green nguyên cây full chức năng luôn, Green hết toàn bộ luôn nha. Màn hình Green, main Green, Green hết luôn. Máy móc em test kỹ hết cho bà con rồi. Test nghe gọi này kia ok toàn bộ hết luôn ha. Rồi cây này có 500k ha, mã số là 201 nha. Rồi cây này 206 nè. Cái cây này là full cây, Green nguyên cây full cây luôn. Green hết toàn bộ, găng tay còn luôn. Cây này iPhone 6S nha. iOS của nó là 15 chấm mấy á, sạch sẽ, máy sạch luôn nha, quốc tế full chức năng luôn. Cây này em bán giá 999 là giá 1 triệu nha. Mã số là 206 nha. iPhone 6S nha, chứ không phải iPhone 6G nha. Đó, nhưng mà có full chức năng, Green nguyên cây, màn hình Green, main Green hết toàn bộ luôn. Đó, máy móc ok luôn ha. Em sẽ xóa mật khẩu này cho bà con ha, tại nãy em thử găng tay á. Găng tay của em á, nên em thử. Nên hồi em xóa mật khẩu ha, xóa găng tay ha, về bà con nhập vô nha. Máy đẹp lắm, màn hình ok, full cây luôn, pin cũng tốt nữa. Máy sạch sẽ luôn nha. Đó, máy sạch sẽ luôn. Rồi em tắt mã ha. Pin thì tốt lắm, máy móc cũng còn đẹp ken spam luôn, chơi được tất cả các loại game nha, Liên Quân, Free Fire, V-Up luôn nha, tải được hết tất cả ứng dụng nha. Bán giá 1 triệu nha, mã số là 206 nha.
Rồi cái 207 nè, Galaxy A7 2018, RAM 4, bộ nhớ 64, Android nó 10 chấm. Cây này trước em bán 2 triệu 2, giờ em bán có 1 triệu 2 à. 3 camera luôn ha. Cây này mã số là 207, em xài được 2 sim 4G luôn nha. A7 2018 á, RAM 4 chứ không phải thường nữa ha. À, găng tay trên nút home ha, nút nguồn ha. Đó, máy móc ok, full chức năng em tải sẵn ứng dụng cho bà con rồi. Đó, tải sẵn ứng dụng luôn. Màn hình này green luôn ha. Đó, full chức năng luôn, màn hình thôi mà đủ tiền. Đó, bỏ sim nghe gọi tốt lắm, máy móc ok, full chức năng luôn ha. Rồi 207 nha, giá là 1 triệu 2 nha. Em có cây xịn sò nè, ai mua được mua ha. Cây này hàng anh em nó gửi bán mà nó đang xài luôn, chơi liên quân như này kia là ok hết luôn, nó mua cái xịn hơn nữa. Cây này Galaxy Note 8 Pro ha. Ghê cái gì? Cây này Redmi Note 8 Pro ha. RAM 6, bộ nhớ 128, Android 11 chấm. Nó chuyên về chơi game Liên Quân Free Fire với up nha. Em bán con 1,5 triệu, chưa đủ tiền màn hình nữa. Mã số là 208 nha, sạc đuôi tai si nha. Xài được 2 sim 4G nha. Màn hình zin hết toàn bộ máy luôn ha. Máy móc ok ha. Đó, đẹp Ken Saban ha. Đó. Máy móc nó chạy không thấy đường luôn, chơi chuyên về chơi Liên Quân mà. Pin thì tốt lắm nha, pin thì khỏi nói luôn. Rồi giá 1,5 triệu nha, mã số là 208 nha. Rồi 209 nè, cây này thì em giữ lại mà giờ em bán ha. Ở cây này thì đã lắm nha, nó đẹp Ken luôn. Em bán sổ cho bà con luôn chứ giờ làm sao. Cây này hồi đó mua mắc lắm, em mua bộ mà Mi 9T nó. Tên của nó là biết sở hữu ha. RAM 6, bộ nhớ 64, Android 11 chấm. Cây này em bán 2 triệu mốt nha, mã số là 209 nha. 3 camera luôn ha. Đó, camera trước thụt lò luôn, đẹp lắm nha. Màn hình rin hết toàn bộ máy luôn, rin hết luôn nha. Đó, camera trước thụt lò lo cũng chết ha. Đẹp lắm, nó chạy lên ha. Mình gắn face ID á, cái mỗi lần mở khóa cái nó chạy lên đã lắm nha. Màn hình rin hết toàn bộ. Cây này sở hữu 8 nhân mỗi nhân 2x2 ha, đã lắm. Chơi chuyên về tất cả các loại game, chơi hết tất cả các loại game luôn, mạnh lắm. Sạc đôi tai si nha. À, xài được 2 sim 4G được luôn, máy móc ok full chức năng nha. Đó, đã lắm. Mã số là 209 nhân 2,5 triệu nha. Ai mua cây này phải cọc 100 trở lên như mấy triệu nha, chứ dưới không không được, nó đi sợ mất công bể màn hình này kia là mất công lắm. Rồi 209 nha. Rồi cây đầu tiên là cây 160. Cây này cây Galaxy Z2 Prime, học online tốt, Android nó 6 chấm luôn. Cây này em bán có 350 rồi. Xài được 2 sim 4G luôn. Máy móc ok, full chức năng, rin nguyên cây luôn nha. Em tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn rồi ha. Pin thì tốt, pin rời dễ xa, xài dễ sửa luôn ha. Có gì sau này có lỡ hư pin thì thay vô được luôn ha. Có 350 rồi, của thằng Sam luôn ha. Mã số là 160 ha. Ai mua thì cọc em cái cạc Viettel 50% nha. Bên em bán có cọc nha. Cộng trăm thì bao ship nha. Chuyển khoản ngân hàng thì càng tốt ha. Máy móc ok full chức năng luôn. Mã số là 160 nha. Rồi 161 nè. Cây này cây Galaxy Z7 2016 nha. Nó bị nứt nha. Em bán rẻ luôn, có 350 nha. RAM 2 bộ nhớ 16, Android nó 8 chấm luôn. Đó, cây này bị nứt em bán rẻ có 350, xài được 2 sim 4G luôn. Mã số là 161 nha. Đó, máy móc ok luôn ha, full chức năng không lỗi gì hết nha, chỉ bị nứt màn hình thôi nha. Đó, nứt màn hình thôi. Máy móc ok, pin thì tốt, xài được 2 sim luôn nha. Xài được 2 sim luôn. Máy móc ok luôn ha. Đó, pin thì tốt ha, máy móc ok luôn ha. Rồi cây này em bán có 350 rồi nha, mã số là 161 nha. Rồi 163 nè, cây này Galaxy Z200 nha, học online tốt, Android nó 5 chấm luôn. Cây này em bán 400 nha. Đó, bỏ được 2 sim nghe gọi ok luôn, của thằng Sam luôn, rin nguyên cây nha. Màn hình rin, main rin, bỏ túi nghe gọi gọn hơn rồi. Pin rời dễ thay dễ sửa hơn. Đó, em tải sẵn ứng dụng cho bà con hết rồi, pin thì tốt lắm. Đó, máy móc cũ qua 5 tháng nha. Rồi cây này em bán 400 nha, mã số là 163 nha, rất là bền luôn ha. Rồi cây 164 nè, cây Redmi 6A nha, bị nứt bị ám nha. Đó, nhưng mà được cái là dòng mi này nó mạnh lắm. Nó RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 9 chấm luôn. Cây này em bán 400 nha, mã số là 164 nha. Đó, cây này em bán có 400 mà do bị nứt bị ám nha, rất là mạnh nha, chơi được game luôn á.
nó mạnh dữ lắm, nó mạnh như súng đạn vậy, nhưng bị ám, bị nứt ha. Đó, bị nứt nè, cảm ứng thì xài bình thường full ha, chơi được hết, xài được hai sim nha, hai sim 4G luôn, máy móc ok full chức năng ha, bị nứt thôi, bị ám thôi ha. 400k, mã số là 164 nha. Rồi cái 166 nè, cái iPhone 5s nha, 16GB. Cây này quốc tế mất vân tay ha, cây này em bán 450 nha. Bỏ sim nghe gọi ok full chức năng. Đó, cây này có cổng sạc Lightning ha. Em cho theo cổng cáp luôn. Đó, máy móc ok full chức năng nha. Máy móc ok full chức năng luôn ha. Ở trong máy nó có game sẵn luôn à. Đó, ai chơi được gì chơi ha. Đó, máy móc ok full luôn. Rồi cây này em bán 450 nha, mã số là 166 nha, bỏ sim nghe gọi tốt lắm ha. iPhone 5s nha. Rồi cái 168 nè ha. Đó, cây Mi 5A nha. Cây này RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 7 chấm luôn. Cây này xài được 8 nhân mỗi nhân 2 Hz. Em bán 500 nha, mã số là 168 nha. 168 luôn, nguyên cây zin, nguyên cây full chức năng luôn nha. Nguyên cây full chức năng luôn. Đó, em tải sẵn ứng dụng luôn nè. Đó, một nùi ứng dụng luôn, pin thì tốt lắm nha. Pin cực kỳ luôn. Xài được hai sim luôn nha. Máy móc ok luôn ha. 168 nhân 500k ha. Có hồng ngoại luôn nha, xài được hai sim 4G luôn ha. Rồi 172 nè, cây V Max Start nè, V Max Start camera kép nè, pin thì trâu như con bò luôn. Máy móc u nù đã lắm ha. Zin nguyên cây full chức năng. À, Android nó 10 chấm. Cây này em bán 550 nha, 550. Mã số là 172 nha. Đó, 550 được cây V Max Start ha. Quá đã luôn ha. Zin luôn màn hình, Zin main, Zin Zin hết luôn ha. Camera giọt nước luôn. Máy móc full hết. Xài được hai sim 4G luôn. 550 nha, mã số là 172 nha. Rồi 177 nè. Cây này Galaxy Z400 Zin nguyên cây full chức năng, pin rời luôn nha. Cây này RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 10 chấm luôn. Cây này em bán 600 nha. Mã số là 177 nha. Màn hình không đủ tiền, màn hình Zin. Đó, Zin hết toàn bộ luôn. Đó, găng tay trên nút home luôn. Đó, tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn nè. Đó, hồi em tải sẵn ứng dụng luôn, bung lên hết cho bà con luôn ha. Máy móc ok full chức năng luôn. Đó, cây này màn hình Zin luôn nha, main Zin hết luôn. Đó, cây này là Z400 ha. Rồi 600k, mã số là 177 nha. Ai mua thì cọc em cái cạc Viettel 50 hay là 100 nha. Cọc 100 thì em sẽ bao ship nha, chuyển khoản ngân hàng thì càng tốt ha. Bên em bán có cọc nha. 177 nha, 600k ha. Rồi 181 nè. Cây này cây ga cây cây Mi Mi 5X ha. Mi 5X thì camera kép nè, găng tay một chạm, có hồng ngoại, xài được hai sim 4G ha. RAM 4, bộ nhớ 32, Android 7 chấm luôn, cây này em sổ luôn, em bán có 800 rồi nha. Mã số là 181 nha. Sạc cũng đuôi taxi, xài được hai sim 4G luôn. Cây này thì riêng nguyên cây full chức năng luôn. Đó, riêng nguyên cây full chức năng luôn nha. Màn hình riêng main riêng riêng hết luôn ha. Đó, RAM 4, bộ nhớ 64 luôn, em bán có 800 ha. Chơi được tất cả các loại game Liên Quân, Free Fire, V-Up luôn ha. Mã số là 181 nha. 183 nè, em có cây iPhone 6 Plus nha, 6 Plus 64GB, cây này quốc tế nha. Mất vân tay, cây này bán 950, mã số là 183 nha. 183 cây iPhone 6 Plus nha. Đó, máy móc ok, tải hết toàn bộ ứng dụng luôn được hết. Cây này thì chơi được tất cả các loại game luôn nha. Đó, ứng dụng này kia thì nhập tài khoản vô tải ha, muốn tải ứng dụng gì tải ha, pin thì tốt lắm nha. Đó, máy móc ok luôn full, bỏ sim nghe gọi tốt lắm. Mã số là 183 nha, 950 nha. Cây này hồi đó em cầm 9 triệu đi mua nó. Mã số là 183 ha, 950. Em có cây xịn sò của V Smart Acti 1 Plus. V Smart Acti 1 Plus nha, RAM 6, bộ nhớ 64, Android nó 6 chấm luôn. Camera kép, găng tay một chạm, mặt lưng bằng kính. Sạc đuôi tai si, xài được hai sim luôn ha. Tai thỏ luôn, camera tai thỏ luôn, full chức năng, Zin nguyên cây. Đó, mở mạnh lắm, RAM 6 luôn. Cây này em bán giá 1 triệu mốt thôi, sổ bà con luôn đó. Chứ cây này em bán giá 1 triệu tư á. Sạc cùng đôi tai si luôn, xài hai sim luôn ha. Mã số là 184 nha, giá 1 triệu mốt nha. RAM 6 nha, chứ không phải thơ RAM 4 luôn nha. Rồi găng tay một chạm luôn, camera kép luôn, đẹp lắm. Má full skin luôn, đẹp ha.
Rồi mã số là 184 nha, 1 triệu mốt nha. 141 nè, cây Galaxy G530 nha. Học online tốt, Android 5 chấm luôn, cuối Sam luôn. Em bán 300 ha, mã số là 141 nha. Cây này xài được 2 sim, riêng nguyên cây full chức năng. Đó, riêng nguyên cây luôn, full chức năng luôn nha. Pin thì tốt ha, tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn. Máy móc ok luôn ha. Rồi, 2 sim luôn nha. Rồi, cây này em bán giá có 300k, mã số là 141 nha. Rồi, 144 nè, cây này cây Asus Z00ED nha. Cây này RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó là 6 chấm. Cây này em bán 400, Android 6 chấm em bán 400, mã số là 144 nha. Đó, nút nguồn nằm trên đầu nha, nút lớn, nút nhỏ ha. Màn hình thì zin nguyên cây full chức năng luôn, màn hình zin đẹp lắm ha. Đó, màn hình zin nè, đẹp kênh Spain luôn. Đó, tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn. Để xài thôi, máy móc ok, full chức năng luôn. Đó, Android nó 6 chấm luôn. Máy móc ok luôn ha, 400k thôi, mã số là 144, xài được 2 sim luôn nha. Rồi 146 nè, cây Oppo F1S nha, cây bị nứt màn hình ha, RAM 3, bộ nhớ 32, Android 5 chấm luôn. Cây này em bán 400 do bị nứt màn hình ha, mã số là 146, xài được 2 sim 4G luôn nha. Máy móc ok luôn ha, tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn rồi. Đó, bị nứt một đường cho này ha, nứt một đường bán rẻ luôn. Chứ cây này không nứt là bán 6-700 ha. Đó, em bán có 400 mà RAM 3 nha. Mã số là 146 nha. Xài được 2 sim luôn. 147 nè. Cây Vivo 1606 có Face ID ha. RAM 2. Bộ nhớ 16. Android nó 6 chấm luôn nha. Cây này em bán có 450 à. Mã số là 147 nha. Cây này xài được 2 sim. Một thẻ nhớ full chức năng. Riêng nguyên cây luôn. Có Face ID luôn nha. Đó, tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn à. Máy móc ok. Pin thì cầm lắm. Tốt lắm ha. Đó, cây này xài được 2 sim luôn ha, 450, mã số là 147 nha, Android 6 chấm ha. Rồi 148 nè, cây này cây ZTEP B51 nha, ZTEP B51 RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 7 chấm luôn. Cây này em bán có 450 và pin thì trâu như con bò, xài được 2 sim một thẻ nhớ nha. Sim thì mở cái nắp này ra nha, nè, ngay chỗ này nè, búng cái tay lên mở nó hai sim một thẻ nhớ ha. Đó, pin thì trâu lắm, nặng kịch ha. Rồi 450 nha, mã số là 148 nha. Cây này cũng là zin nguyên cây full chức năng, zin hết toàn bộ luôn ha. Đó. Máy móc ok, tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn rồi. Đó. Máy cũng còn đẹp ha. Đó. Máy móc ok luôn, có 450 rồi. Android 7 chấm luôn. Mã số là 148 ha. Rồi 149 nè, em có cây Sony XA ha, RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 7 chấm. Cây này nhỏ gọn dễ bỏ túi đã lắm ha, gọn hơn riêng nguyên cây luôn. Em bán giá 500 ha, 500k, mã số là 149 nha. Xài được 2 sim nha, rút cái chỗ này ra gắn được 2 sim một thẻ nhớ ha, cái nắp đậy mất rồi. Máy móc ok full chức năng ha, màn hình thì đẹp luôn, riêng nguyên cây luôn, màn hình riêng luôn nha, tải sẵn ứng dụng luôn, pin thì tốt lắm, máy móc ok luôn ha. Đó, 149 nha, 500k. Rồi mã số là 150 nè, 150 là Redmi 5 nha. Đó, bị mẻ miếng gốc à. Bị mẻ miếng ngay này ha, không ảnh hưởng gì hết nha. Màn hình zin main zin hết toàn bộ luôn, có găng tay một chạm, có hồng ngoại luôn. Xài được 2 sim 4G luôn. RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó là 8 chấm ha. Cây này em bán 500k nha, 500k, mã số là 150 ha. Đó, máy ok luôn, full chức năng, máy mạnh lắm nha. Nó là xài được 8 nhân, mỗi nhân 2 Hz, rất là mạnh mẽ. Đó, tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn. Đó, mẻ con tí nị à. Em bán 500 nha. Cái cây này em bán 600 á. Mã số là 150 nha. 155 nè. Cây VS Max Activa nha. Đó, RAM 6, bộ nhớ 64, Android nó 10 chấm. Cây này em bán giá 1 triệu 8 nha. 3 camera, găng tay một chạm ha. Sạc đuôi tai si ha. Xài được 2 sim 4G ha. Camera trước nó thuộc lò luôn ha. Màn hình riêng luôn, máy móc ok, full chức năng luôn nha. Đó, rất là mạnh, RAM 6, bộ nhớ 64 luôn. Mạnh lắm nha. Đó, máy móc ok, màn hình đẹp luôn nha. Tải sẵn ứng dụng cho bà con rồi, camera thụt lò luôn nha. Mở camera trước là nó kéo thụt lên ha. Rồi, mã số là 155 nha. Giá 1 triệu 8 nha, RAM 6 nha. Đó, pin thì trâu như con bò. Rồi, mã số là 156 ha. 156 là cây
Galaxy S9 Plus ha. RAM 6, bộ nhớ 256, Android 10 chấm. Cây này em bán 2 triệu 3, màn hình Super OLED cong luôn ha. Sạc không dây, sạc đuôi tai si ha. Găng tay một chạm, camera kép, đèn led kép, đo được nhịp tim ha. Cây này thì khỏi nói là vô tư, màn hình cong Super OLED luôn. Nó là S9 cộng ha, S9 Plus ha. Cây này RAM 6 mà 528, màn hình Super OLED thì ui đã cực kỳ luôn ha. Máy móc ok, full chức năng, pin cũng tốt lắm ha. Rồi cây này em bán giá bẻ bèo luôn, chưa đủ tiền cái màn hình, giá 2 triệu 3 nha, mã số là 156 nha. Em có mấy cây táp ha, ai mua được táp thì cao kê này kia, chơi game này kia đã ha. Mã số là 157A nha, 157A thì có táp GTS 1702. Cây này thì có xài sim luôn ha. Sim thì nhấc cái nắp này lên nè. Ngay chỗ này nè, nhấc nắp lên xài được hai sim nha. Đó, xài hai sim có hai số series là hai sim ha. Đó, RAM 2, bộ nhớ 16, Android 5 chấm luôn. Em bán 400 nha. Mã số là 157A. Cây này thì xài sim được nghe gọi bình thường luôn. Đó, đường cái là chơi game này kia em tải sẵn ứng dụng hết luôn. Tải sẵn ứng dụng cho con luôn, chơi này kia rồi ok hết luôn. Nó tải sẵn ứng dụng luôn, game bọng có đủ hết. Đó, chơi game luôn ha. Rồi em bán có 400k rồi nha. 400 ha. Đó, mã số là 157A. Rồi mã số là 132121 ha. 121 là iPhone 3G luôn, màu đen ha. Cây này em bán 300 luôn ha, bán nghe gọi nha, bỏ sim nghe gọi tốt lắm. Máy móc ok, full chức năng, pin cũng tốt luôn ha. Đó, tại sẵn ứng dụng rồi mới rồi. Có xài được cái gì xài ha. Đó, lên mạng nghe nhạc cũng lời nữa, nghe gọi cũng lời nữa ha. Có 300k, mã số là 12321 nha, 121 ha. Rồi mã số là 123 nè. Cây này cây iPhone 4G nha. Nút home bị hư ha. Xài nút home trên màn hình nha, riêng nguyên cây full chức năng, inox nguyên khối luôn. Cây này em bán nghe gọi 300k ha. Mã số là 123, bỏ sim nghe gọi ok luôn ha. Bỏ sim nghe gọi tốt luôn. Máy này xài biết nào hư nó, trừ khi rớt bể thôi, chứ xài biết nào hư nó. Nó bền lắm, đời đầu mà. Rồi 123 nhân 300k ha. Rồi 124 nè. Cây này Galaxy Z2 Premium nha, học online tốt, Android 6 chấm luôn. Cây này em bán 350 nha, mã số là 124 nha. Xài được 2 sim 4G luôn. Máy này thì em còn khoảng 3 đến 4 cây ha. Máy móc ok, tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn rồi nè. Máy móc ok, full chức năng ha, tải sẵn ứng dụng luôn. Rồi pin thì tốt ha, máy móc ok full ha, xài được 2 sim 4G luôn. 124 nha, 350 ha. Cây 125 nè. Đó, cây này cây Lenovo A700 ha, cây RAM 2, bộ nhớ 16, Android 5 chấm luôn. Cây này em bán 350 thôi, mã số là 125. Máy này full chức năng, không nứt không bể không gì hết, xài được 2 sim luôn. Đó, máy móc ok luôn, tải sẵn ứng dụng cho bà con rồi. Đó, máy móc ok full chức năng luôn ha. Rồi em bán giá rẻ bèo luôn, có 350, bỏ sim nghe gọi cũng lời nữa, mã số là 125 nha. Rồi 126 nè. Cây này cây Huawei L31 nha, Huawei L31 có găng tay luôn nè. Em bán rẻ luôn, có 400k, RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 6 chấm luôn. Em bán có 400 thôi nha, mã số là 126 nha, xài được 2 sim nha. Nó không nứt không bể không gì hết, pin thì trâu cũng như con bò luôn. Máy móc ok, tải sẵn ứng dụng luôn rồi. Đó, thấy chưa? Máy móc ok nặng kịch ha. Rồi có găng tay luôn, có 400k, mã số là 126 nha. Cây 127 nè, Galaxy Z500 nha. Cây này học online tốt, Android 5 chấm luôn. Cây này em bán 450, màn hình Rin nè, men Rin, Rin hết toàn bộ luôn ha. Em bán có 450 à, mã số là 127 nha, xài được 2 sim luôn nha. Đó, màn hình này, Super AMOLED Rin luôn ha, đại phải không? Rin luôn. Máy Z500 nha. Đó, em rảnh em tải ứng dụng sẵn hết cho bà con ha. 127 450 nha. Rồi cây 130 nè, cây này cây Asus X0018D ha. Cây này bị ám màn hình ha, nó là green nguyên cây full chức năng, bị ám nhẹ tí nỉ ha. Găng tay một chạm, camera kép nè, xài được 2 sim 4G luôn. RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó là 8 chấm luôn. Cây này em bán có 550 nè, RAM 3 mà em bán có 550, mã số là 130 nha. Đó, máy móc ok luôn, em nhìn thì không thấy ám đâu.
lên dần màn trắng nhẹ nhẹ, thấy ấm nhẹ nhẹ thôi chứ không ảnh hưởng gì hết nha. Xài bình thường full chức năng, bỏ sim nghe gọi tốt, pin thì trâu như con bò. Nó hai sim luôn. Rồi 550, mã số là 130 nha. Rồi 133 nè. Cây này cây Redmi Note 5A nha. Đó, Note 5A. Cây này nó phiên bản này cao hơn nha. RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 7 giấm luôn nha. Cây này em bán 650, mã số là 133 nha. Máy móc ok, full chức năng luôn, rin nguyên cây luôn, màn hình rin, men rin hết toàn bộ luôn. Đó, tải sẵn con cá nó lội ứng dụng thì sẵn hết toàn bộ luôn, bỏ sim nghe gọi tốt lắm, có hồng ngoại luôn nha, xài được hai sim luôn nha. Rồi 650, mã số là 133 nha. 135 nè, Galaxy Z7 Pro nha, RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 9 chấm. Cái này em bán 900 nha, mã số là 135, xài được hai sim một thẻ nhớ nha. Của thằng Sam ha, máy móc ok, full chức năng, tải sẵn con cá rồi. Đó, full chức năng tải sẵn con cá lội không thấy đường luôn. Đó, đẹp ken sờ bên ha. Đó, con cá nó lội đã không? Đó. Rồi cây này Z7 Pro ha. Rồi 900k, mã số là 135 nha. Em có cây VS Max Active 3, cây này có camera trước thụt lò ha, ba camera sau ha, găng tay một chạm mà. Đặc biệt là RAM 6, bộ nhớ 64, Android 10 10 chấm nha. Cây này em bán giá 1 triệu 8 nha, full chức năng rin nguyên cây luôn, mã số là 138 nha. Đó, máy móc ok, full chức năng luôn. Đó, cam trước thụt lò luôn nha. Đó, tải sẵn ứng dụng luôn. Đó, tải sẵn ứng dụng pin tốt luôn, cam trước thụt lò lo cũng chết luôn. Rồi giá 1 triệu 8 nhân mã số là 137 nha. Rồi mã số 91 nè, iPhone 4G nhân 16 GB, bỏ sim nghe gọi tốt lắm. Cây này là inox nguyên khối luôn. Rồi cây này em bán nghe gọi nha, 300 ha, mã số 90 nha. Đó, mã số 90 bỏ sim nghe gọi tốt lắm ha. Đó, máy móc ok luôn, iPhone 4G nha. Nó tải sẵn ứng dụng cho bà con này ha, bỏ sim nghe gọi không cũng tốt ha. Rồi 300k nha, mã số 91 ha. Rồi mã số 92 nè, Galaxy Z2 Prime nha, học online tốt, Android 6 chấm luôn. Em bán 350 nha. Bỏ được hai sim luôn, 4G luôn ha. Đó, của thằng Sam luôn. Máy móc ok, rin nguyên cây, full chức năng luôn, rin luôn ha. Màn hình rin, men rin hết toàn bộ luôn. Đó, em bán có 350 thôi, mã số là 92 nha. Rồi mã số 93, 94 ha. Mã số 94 là Lenovo A nha, RAM 2, bộ nhớ 16, Android là 5 chấm luôn, em bán 350 luôn, mã số là 94 nha. Cây này cũng xài được hai sim luôn, máy móc ok của Lê luôn ha, máy móc ok luôn, tải sẵn ứng dụng vô con rồi. Rồi máy full chức năng rin nguyên cây luôn ha, 350, mã số 94 nha. Rồi mã số 96 nè, cây này cây Note C1 nha, Note C1 RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 9 chấm luôn. Cái này cũng bán là 500 nha, mã số là 96 nha, xài được hai sim, máy móc ok, rin nguyên cây, full chức năng, rin hết toàn bộ luôn ha. Đó, màn hình rin, men rin, rin hết luôn, pin thì tốt, full chức năng luôn ha. Rồi cây này em bán 500 nha, mã số là 96 nha. Rồi mã số 97 nè, Sony M5 nha, Sony C5, cây này RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 6 chấm luôn, xài được hai sim. Rút cái sim, rút cái lưỡi này ra, bỏ được hai sim thẻ nhớ nằm đây ha, cái nắp đậy này mất rồi ha. Rồi cây này em bán 500 nha, mã số là 97 nha. Máy móc ok, rin nguyên cây, full chức năng luôn, màn hình rin luôn, man rin luôn, nó không nứt không bể không gì hết luôn. Máy móc ok, tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn ha, camera tổ mẹ như mắt thò lòi luôn, nó tải sẵn ứng dụng cho bà con rồi ha, xài tốt lắm, pin thì trâu lắm. Nó máy móc ok luôn, xài được hai sim luôn ha, 500k thôi, mã số là 97 nha. Mã số 98 nè, iPhone 6G nha, nó bị đốm một miếng nha, quốc tế luôn nha, là quốc tế nghĩa bỏ sim nào cũng được ha. Đó, iPhone 6 luôn, nó mất vân tay 64 GB luôn, cây này 64 GB luôn, em bán có 550, bằng ngang ngửa với cái cây iPhone 5C ha, 5 5 5S ha, cây này 6 luôn ha, em bán có 550, mã số là 98 nha. Nó cây này thì tải ứng dụng được hết tất cả ứng dụng nha, ai muốn tải thì gắn tài khoản vô thì tải nha. Đó, máy móc bị đốm miếng tí nị không ảnh hưởng gì hết nha. Máy sạch sẽ full chức năng ha, quốc tế luôn. Rồi cái này em bán có 550, mã số là 98 nha. Rồi mã số là 99 nè,
Đó, 99 nữa là con bướm ha, 99 đẹp ha. Sony XA1 nha, cây này RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 7 chấm luôn. Cây này RAM 3, bộ nhớ 32 mà em bán có 550. Mã số 99 nha, sạc DTC ha, vỏ là xấu qua 5 tháng thôi. Đó, pin thì tốt ha, xài được hai sim luôn. Máy móc ok luôn, pin thì tốt lắm. Máy móc ok, test sim đã lắm. Rồi mà tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn, màn hình Realme Rin hết toàn bộ, sạc DTC. Máy móc ok, xài hai sim luôn. Đó, mã số 99 có 550 thôi nha. Rồi mã số 100 nè. Cây này cây Redmi 6 nha, RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 9 chấm luôn. Cây này em bán 600 nha. Đó, mã số là 100 nha, 100 ha. Đó, cây này RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 9 chấm luôn. Mã số 100 ha, Redmi, Xiaomi ha, có găng tay nè, camera kép nè. Có hai sim 4G luôn ha. Đó, mã số 100 bán có 600k thôi. Đó, em tải sẵn ứng dụng cho bà con rồi. Máy móc ok, full chức năng, Rin nguyên cây luôn nha. Màn hình Rin men Rin luôn. Màn hình cũng không có chày gì mấy nha. Đó, màn hình này cũng đẹp luôn ha. Đó, 600k nha, mã số là 100 ha. Rồi, 101 nè. Cái Redmi Note 4 nha, RAM 3, bộ nhớ 32. À, Android nó là 7 chấm, em bán 650 thôi. Găng tay một chạm, camera kép, đèn led kép, có hồng ngoại, xài được hai sim 4G luôn ha. Nó Android nó 7 chấm luôn, RAM 3 nha, xài được 8 nhân, mỗi nhân 2 Hz nha. Em bán có 650, mã số là 101 nha. Cái này rồi, xài máy móc ok, full chức năng, Rin nguyên cây luôn nha. Đó, màn hình Rin, men Rin, Rin hết luôn, Rin toàn bộ luôn nha. Tải sẵn ứng dụng cho bà con rồi ha. Đó, ứng dụng em tải sẵn hết trơn rồi, đẹp Ken Span, màn hình đẹp lắm ha. Rồi 101 nha, 650 nha. Rồi 105 nè, cây này Redmi Note 4 nha. Đó, RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 7 chấm luôn. Đó, cây này em bán 650, có găng tay một chạm ha, có hồng ngoại, đèn led kép ha, hai sim 4G luôn, máy móc màu đen ha, máy móc full chức năng, Rin nguyên cây luôn. Đó, Rin luôn, máy móc Rin hết toàn bộ luôn nha. Đó, tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn, máy móc ok, full chức năng luôn ha. Màn hình đẹp luôn. Rồi cây này 105 nha, 650 nha, RAM 3 ra xài được 8 nhân, mỗi nhân 2 Hz luôn ha. Rồi 106 nè, cây này đẹp ha, màu trắng nha. Quá đẹp luôn, cây V Max Joy 1 nha. RAM 3, bộ nhớ 32, Android 9 chấm rất là mạnh mẽ luôn ha, màu trắng đẹp, găng tay một chạm đẹp quá trời luôn. Đèn led kép luôn nha. Nó xài được hai sim 4G luôn. Em bán có 700 rồi nha. RAM 3 bộ nhớ 32 mà Android 9 luôn. Em bán có 700. Rin nguyên cây, full chức năng luôn. Đẹp Ken luôn, sạc đuôi tai si luôn nha. Ủa, cây này nó đẹp đẹp hay sao ha. Nó trắng trắng. Nó tải ứng dụng sẵn cho bà con luôn, full chức năng luôn, Rin luôn nha. Nó pin thì trâu như con bò luôn. Nó nặng kịch mà gọn đẹp lắm. Nó sang quá ha. Rồi có 700k nha, mã số là 106 nha. Rồi 107 ha, cây này Galaxy Z7 Prime nha, RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 6 chấm luôn nha. Cây này em bán 700 luôn, của thằng Sam luôn nha. Đó, mã số là 107 nha. Đó, máy móc xài được hai sim 4G luôn, găng tay trên nút home luôn. Đó, Rin nguyên cây luôn nha, màn hình Rin men Rin Rin hết luôn nha. Đó, tải sẵn ứng dụng cho con luôn rồi, pin cũng tốt, xài được hai sim luôn. Mã số là 107 nha, 700k nha. Rồi 110 nè, 110 là Galaxy S7 Edge nha. Nó bị nứt ha. Màn hình nứt ở dưới đây nè ha, màn hình Super AMOLED cong luôn nha. Cây này RAM 4 nha, bộ nhớ 32, Android nó 7 chấm luôn. Cây này em bán 800 nha. 800k mã số là 110 nha. Có sạc không dây, có đo nhịp tim ha. Cây này phiên bản này xài được hai sim nha. Phiên bản Việt Nam xài được hai sim luôn. Đó, màn hình nè. Màn hình Super AMOLED có con cá lội nha, vô màn hình trắng nè, máy móc trong veo ha, đi bị nứt kính thôi, đi ép kính được luôn nha. Màn hình này giờ có giá trị lắm, đi ép kính thôi để dành để thay cho người ta, không giá 1 triệu mấy 2 triệu, mà em thì thích bán vậy đó, cho bà con trải nghiệm màn hình cong Super AMOLED ha. Cây này em RAM 4 nha. Em bán có 800 ha, mã số là 110 nha. Rồi 113 nè, cây này Galaxy Z7 Plus nha. Z7 Plus thì sở hữu RAM 4, bộ nhớ 32, Android nó là 11 chấm. Cây này camera kép luôn, xài được hai sim 4G luôn ha. Đó, em bán 900 nha, mã số là 113 nha. Vỏ này nó chày qua 5 tháng nha.
Máy móc ok, màn hình thì không chày nha. Găng tay một chạm ha. Găng tay trên nút home. Đó, tải sẵn ứng dụng cho bà con rồi ha. Máy móc ok luôn ha. Đó, màn hình thì đẹp ha. Rồi, cây này full chức năng luôn nha. 900K, mã số là 113 nha. Rồi cây 116 nè. Cây Redmi Note 11 nha. RAM 4 cộng 3, bộ nhớ 128. RAM 4 cộng 3 là 7, RAM 7, bộ nhớ 128, Android 13 chấm. Cây này em bán 2 triệu 3 nha. 1, 2, 3, 4 camera, một đèn LED ha. Cây này pin trâu lắm, sạc đuôi AC ha. Của Hồng My luôn, có hồng ngoại xài được hai sim luôn nha. Em bán 2 triệu 3 nha, mã số là 116 nha, máy móc đẹp lắm nha. Máy móc đẹp nha. Đẹp ken spen luôn. Quá trời đẹp luôn, cái máy này mạnh dữ dằn lắm. Màn hình đục lỗ luôn nha. Đó, màn hình đục lỗ luôn chứ không phải thường luôn nha. Cái nó găng tay trên nút nguồn nha. Máy móc đẹp ken luôn ha. Rồi, mã số là 116 nhân 2 triệu 3 ha. Đầu tiên là cây 65. Cây này cây Moto C ha. Cây học online tốt, Android nó 7 chấm luôn. Em bán có 350 rồi. Đó, không nước không bể gì hết, chạy nhẹ thấy ha. Bỏ được hai sim luôn, nghe gọi tốt lắm, riêng nguyên cây full chức năng luôn. Đó, pin cũng tốt, máy móc ok luôn, tải sẵn ứng dụng rồi nè. Đó, chỉ cần chơi ở trên ứng dụng này ha, với lại bỏ sim nghe gọi cũng lời nữa ha. Máy móc ok full chức năng ha. Rồi cây này có 350, mã số là 65 nha. Moto C ha. Đó, xài bền lắm. Ai mua thì cọc em cái cạc Viettel 50 hay là 100 nha. Cọc 100 thì em sẽ bao ship ha. Chuyển khoản ngân hàng thì càng tốt ha. Bên em bán có cọc nha, cọc mới bán nha. 650, 350 nha, mã số 65 ha. Rồi mã số 67 nè, Galaxy Z3 20 nha. Cây này học online tốt, Android 5 chấm, em bán 450 nha, mã số là 67 nha. Cây này bỏ được hai sim của thằng Sam luôn, rin nguyên cây luôn. Màn hình rin men rin rin hết, tải sẵn ứng dụng cho con luôn, pin tốt, pin giờ gời ha, dễ thay, dễ sửa, dễ xài ha. Mã số là 67 nha, 450 nha. Rồi mã số là 68 nè, cây Galaxy Z500 nha, học online tốt, Android nó 5 chấm luôn. Cây này em bán cũng 450, mã số là 68 nha, xài được hai sim. Máy móc full chức năng rin nguyên cây luôn, màn hình rin men rin rin hết luôn ha, tải sẵn ứng dụng cho bà con rồi. Z500 nha. Đó, của thằng Sam luôn, máy móc ok full chức năng ha, 450, mã số là 68 nha. Rồi 69 nè, cây này cây Galaxy S5 nha. Cây này có đo được nhịp tim, có hồng ngoại luôn nha. Đó, cây này rin nguyên cây full chức năng, màn hình rin men rin hết, máy móc full hết luôn ha. RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 6 chấm luôn. Cây này em bán 450 luôn, mã số 69, lộn ngược lộn xu luôn ha. Đó, máy móc ok full chức năng, màn hình Super AMOLED luôn, rin luôn, đã luôn ha. Đẹp lắm. Đó, tải sẵn ứng dụng cho con, test sim ok hết luôn ha. Rồi, vỏ thì xấu qua 5 tháng à. Rồi, mã số là 69 nha, 450 nha. Rồi mã số 70 nè, cây V-Max Pi. V-Max Pi ha, cây này RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 7 chấm luôn. Cây này em bán 450 luôn. Máy móc ok, xài được hai sim luôn nha, mã số 70 nha. Máy móc em tải sẵn ứng dụng cho con ha. Đó, V-Max Pi nha, tải sẵn ứng dụng rồi. Test sim rồi, máy móc ok luôn ha. Đó. Cây này mã số 70 nha, 450 V Max Pi ha. Rồi mã số là 71 nha. Cây này cây Galaxy 7A, Redmi 7A, tiếng Anh ha. Cây RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 9 chấm luôn. Cây này xài tốt lắm. Cây này mà không bị tiếng Anh em bán tới 600 ha. Cây này tiếng Anh là cái file của tiếng Anh thôi, nếu gần nhà có thợ nào giỏi giỏi chạy cái file tiếng Việt vô ha. Cây này em bán 500 nha, Android 9 chấm luôn, của mi nó mạnh lắm nha. Máy móc ok, mã số là 71 nha. Đó, đường cái riêng nguyên cây full chức năng luôn, tiếng Anh những ứng dụng là tải vô là tiếng Việt nha, chỉ có cài đặt là tiếng Anh thôi. Đó, tải sẵn ứng dụng cho con luôn nha. Đó, kéo lên. Đó, máy móc ok full chức năng ha. Đó, tải sẵn ứng dụng luôn ha. Rồi mã số là 71 nha, 500K thôi. Chơi được tất cả ứng dụng luôn ha.
Rồi mã số là 73 nè, cây V Max Start 3 nha. V Max Start 3 bị lót ha. RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 10 chấm. Cây này em bán 550 nha, găng tay một chạm, camera kép nè, pin thì trâu ha. Đó, sạc đôi tai C ha. Đó, xài được hai SIM 4G luôn. Đó, có găng tay một chạm luôn, 550 nha, mã số là 73 nha. Màn hình này không nứt không bể không gì hết luôn nha, bị lót nhẹ ăn miếng ha. Để em cho coi cái lót. Đây, nó lót ở đây sáng này nè ha, lót nhẹ một miếng đó ha, nó không ảnh hưởng gì hết nha, màn hình này riêng luôn nha. Rồi máy móc ok full chức năng ha. Rồi mã số là 73, 550 nha. Cây 75 là con dê bơ lớn nè, cây này Galaxy S6 ha, nó bị tróc thủy ha, tróc thủy ở ngoài nha, không nứt không bể không gì hết, màn hình đẹp nha, màn hình Super AMOLED có sạc không dây. À, có đo nhịp tim ha, có hồng ngoại nha. Đó, cây này RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 7 chấm luôn. Cây này em bán 600 thôi. Màn hình dư giá tiền luôn ha. Đó, màn hình không mà đủ tiền. Đó, bán có 600, mã số là 75 nha. Đó, máy móc là màn hình Super AMOLED luôn. Màn hình cực kỳ luôn ha. Đó, màn hình Super AMOLED luôn, tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn ha. Đó, bỏ SIM nghe gọi ok, găng tay trên nút home ha. Rồi cây này em bán 600 thôi, mã số là 75 nha. Rồi cây sau 78 nè. 78 là Galaxy A5 2017 nha. Nó RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 8 chấm luôn. Cây này u nù, nó tròn tròn lụm lụm ha. Màn hình Super AMOLED. Nó chỉ sạc một đuôi tai C, xài được hai SIM. Em bán 700 nha, mã số là 78. 700 là chưa đủ tiền cái màn hình này luôn á. Đó, màn hình Super AMOLED luôn á. Đó, máy móc ok, rin nguyên cây, full chức năng luôn. Bên em bán có cọc nha, ai mua thì cọc em cái cạc bị theo 50 hay 100 nha. Cọc 100 thì em sẽ bao ship nha, chuyển khoản ngân hàng thì càng tốt ha. Rồi, máy móc ok, full chức năng ha. Cây 78 nè, 700k nha. Rồi cái 79 nè, cây này cũng là Galaxy A5 2017 luôn, RAM 3, bộ nhớ 32, Android 8 chấm. Cây này có sạc bằng đuôi tai C ha, sạc không dây ha. Đó, máy móc ok luôn, màn hình Super AMOLED luôn. Đó, găng tay trên nút home luôn. Đó, em tải sẵn con cá rồi, pin tốt, máy móc ok full hết luôn. Đó, cây này em bán 750 nha, mã số là 79 nha, 750 nha. Đó, máy móc ok full chức năng ha. Rồi mã số là 81 nè, Galaxy A6 nha. RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 10 chấm. Cây này full chức năng, riêng nguyên cây luôn. Găng tay một chạm đây nè. Đó, xài được hai SIM 4G luôn. Hai SIM một thẻ nhớ luôn nha. Đó, cây A6 nữa ha. 750 thôi, mã số là 81 nha. Em bán có 750 rồi nha. Đó, máy móc ok full chức năng ha. Đó. Máy móc ok luôn ha. Cây này nó hơi ám nhẹ tí nị ha, được cái màn hình rin nha, rin nguyên cây luôn, màn hình rin luôn nha. Rồi 750 thôi, mã số là 81 nha. Rồi cây đầu tiên là mã số 35 nè, cây này Galaxy Z200 nha, nó rin nguyên cây full chức năng luôn, màn hình rin men rin của thằng Sam luôn, xài được hai sim nha, bỏ sim nghe gọi tốt lắm, em tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn rồi. Đó, cây này em bán rẻ cho bỏ sim nghe gọi cũng được ha. À, 300, mã số là 35 ha, xài được hai sim luôn. Em tải sẵn ứng dụng cho bà con rồi đó. Nó đầy đủ ha. Đó, bỏ sim nghe gọi được hai sim luôn. Rồi cây này 35 nha, mã số là 35, 300k ha. Bên em bán có cọc nha. Ai mua thì cọc em cái cạc Viettel 50 hay là 100 nha. Cọc 100 thì em sẽ bao ship nha. Rồi chuyển khoản ngân hàng thì nói em gửi mã ngân hàng qua ha. Rồi ai không biết thì chạy ra tạp hóa mua cái cạc Viettel xong rồi điện cho em ha. Rồi mã số 35. Mã số 37 nè, cây Mobitax C2 nha, RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 7 chấm luôn. Đặc biệt cây này có găng tay luôn ha. Pin thì trâu như con bò, xài được hai sim luôn. Mã số là 37 nha, bán có 300k thôi, 300k nha. Màn hình không nứt không bể không gì hết, tróc thủy đen tí nị ha, không ảnh hưởng gì hết nha. À, máy em tải sẵn ứng dụng luôn rồi. À, máy tải sẵn ứng dụng cho con luôn ha. Máy móc ok ha. À, bỏ sim nghe gọi tốt luôn, hai sim luôn nha. Pin thì trâu lắm, nặng kịch. Rồi cây này 37, mã số là 37 nha, 300k ha.
Rồi 39 nè, cây này cây Galaxy Z200 nha, học online top Android 5 chấm luôn. Cây này em 400 mà em bán còn 350 thôi, hạ cho bà con ha. Đó, riêng nguyên cây full chức năng của hàng Sam luôn, xài được hai sim, bỏ sim nghe gọi cũng lời nữa. Mã số là 39 nha, có 350 rồi mua cùi bắp cũng vậy à. Bây giờ nó còn có bữa 3G, không có 2G nữa, mua cùi bắp xài không được ha. Bây giờ mình mua cái cây này ha, bỏ sim nghe gọi cũng lời nữa, có 350, mã số là 39 nha. À, màn hình rin men rin rin hết toàn bộ luôn, máy móc ok full chức năng không lỗi gì hết, wifi đầy đủ, pin thì tốt ha, tải sẵn ứng dụng luôn cho bà con rồi ha. Rồi cây này em bán 350, mã số là 39 nha. Rồi mã số là 40 nè, cây này cũng là Galaxy Z200 màu vàng ha, màu gold ha, học online top Android 5 chấm luôn, em bán 350 luôn, mã số là 40 nha. Nó hai sim luôn, đon là hai sim nha, rin nguyên cây full chức năng, màn hình rin men rin rin hết. À, máy móc ok, pin thì tốt, bỏ sim nghe gọi alo alo cũng lời nữa ha. Nó tải sẵn ứng dụng rồi, khỏi cần tải nữa ha. Nếu mà con tải nữa thì nó sẽ chậm ha. Em tải như vậy là vừa đủ chơi vừa đủ xài rồi ha. Mình có 300 đó, có 350 nên hạn chế nha. Bỏ sim nghe gọi cũng lời rồi ha. Nó có bao nhiêu chơi nhiều ha. À, tải được chứ không phải là không tải được, chứ em không nói ha. Nhưng mà tải nhiều thì nó chậm, tại mình có bán có 350 à. À, mã số là 40 nha. Rồi mã số là 45 nè, cây cây Mobitouch E1 nha. Nó RAM 2, bộ nhớ 16 Android nó 8 chấm luôn. Cây này em bán 450 nha, 450 ha, mã số là 45 nha. Găng tay một chạm nè, pin thì trâu như con bò, xài được hai sim 4G luôn. Máy móc ok, full chức năng, màn hình rin luôn, men rin rin hết luôn, pin thì tốt lắm. Tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn rồi ha. Đó, tải sẵn ứng dụng luôn nè, nó một nùi ứng dụng luôn. Máy móc ok full chức năng luôn ha. Rồi cây này em bán có 450 à, mã số là 45 nha. Cây này pin trâu bự lắm ha, đó bằng cỡ tay em luôn nha. À, máy móc ok full chức năng luôn, pin thì tốt lắm. Rồi 450 ha. Rồi mã số là 46. Cây này cây Lenovo A7000 ha. Cây này RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 6 chấm luôn. Cây này em bán có 450 à, mã số là 46 nha. À, máy móc ok luôn, vuông vuông đẹp đẹp ha, màn hình rin men rin rin hết luôn, full chức năng không lỗi gì hết nha. À, lỗi thì em báo, còn không lỗi thì máy móc ok luôn, test sẵn hết toàn bộ cho bà con rồi ha, màn hình không nứt không bể không gì hết luôn ha. Rồi 450, mã số là 46 nha. À, 450 ha. Rồi mã số là 47 nè, cây này cây ZTEP B51 nha, RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 7 chấm luôn. Em bán cũng có 450 rồi, xài được hai sim nha. Cây này pin trâu lắm, mỗi hai sim một thẻ nhớ, muốn gắn sim á, ở chỗ này có cái hở khớp nè ha, giật cái nguyên cái này lên, sim nó nằm ở đây nha, đút xuống ha. Nó có ba rãnh nha, hai sim và một thẻ nhớ nha. Cây này em bán 450 nha, mã số là 47. Pin thì trâu như con bò với nặng kịch. Đó, pin trâu lắm nha. Máy móc ok, full chức năng luôn mới ghê chứ. Tải sẵn ứng dụng cho bà con rồi luôn ha. Đó, bao nhiêu ứng dụng này là xài vô tư rồi. Đó, có đủ ứng dụng rồi ha. Máy móc ok luôn ha. Mã số 47, 450 nha. Rồi mã số là 48 nè, Galaxy Z5 Prime nha. Đó, RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 7 chấm luôn. Cây này em bán có 500k rồi nha. Mã số là 48 của thằng Sam luôn, bán có 500k thôi. Xài được hai sim một thẻ nhớ luôn. Đó, hai sim một thẻ nhớ luôn nha. Máy móc ok full chức năng luôn, găng tay trên nút home luôn. Cây này thì màn hình rin luôn, lót nhẹ thôi. Đó, lót ở đây tí nị một trắng trắng nè, nhưng mà không ảnh hưởng gì hết nha. Đó, đựng cái màn hình rin men rin rin hết luôn ha. Đó, máy móc ok full chức năng luôn. Đó, máy nó cũ qua 5 tháng thôi, xài tốt lắm, 500k thôi, Android 7 chấm luôn. Mã số là 48 nha. Rồi mã 52 ha, cây này cây Movitas S2 nè. Đó, RAM 3 luôn, bộ nhớ 32 luôn, Android nó 7 chấm luôn. Cây này em bán có 600 rồi nha. Nó mạnh lắm cực kỳ luôn. Nó xấu vỏ qua 5 tháng thôi. Đó, găng tay một chạm nè, có hai sim luôn ha. Máy móc ok luôn, mã số 52 nha, 600k và RAM 3 luôn. Rin nguyên cây full chức năng luôn nha. Đó, máy mạnh lắm. Máy móc chạy không thấy đường luôn. Cây này mà RAM 3 luôn, cực kỳ mạnh luôn ha, pin thì trâu lắm. Bỏ sim nghe gọi tốt lắm ha. Rồi 600k thôi, mã số là 52 nha. Rồi mã số là 53 nè. Cây này cây Vivo Y51A ha, RAM 4 nha, bộ nhớ 64, Android nó 7 chấm nha. Đó, cây này em bán 700 thôi, Vivo nha. Đó, máy móc ok full chức năng luôn. 50, mã số là 53 nha.
Máy móc full chức năng riêng nguyên cây luôn, tải sẵn ứng dụng cho bà con, pin tốt luôn. Máy RAM 4 nó chạy đã lắm ha. Rồi mã số là 53 nha, 700k ha. Rồi mã số là 55 nè. Cây này cây Galaxy Z6 nha. Đó, cây này RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 10 chấm luôn. Cây này em bán 700 nha, có cái găng tay một chạm nữa ha, của thằng Sam luôn. Bị nứt cái vỏ ngay chỗ này một chút ha. Đó, mà nứt vỏ này một chút mà giờ mà thay cái vỏ này thì đôn tiền lên nữa thôi, để như vậy ha. Bà con về nếu để về xài còn không mua cái ốp lưng ha. Em bán có 700 rồi nha, mã số là 55 ha. Cây này xài được hai sim luôn. Đó, máy móc ok luôn ha. Máy móc ok full chức năng luôn. Đó, máy móc này chạy không thấy đường luôn ha. Rồi tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn rồi. Đó, tải sẵn ứng dụng luôn ha. Rồi cây này em bán giá là 700 nhưng mã số là 55 ha. Mã số 58 nè. Đó, mã số 58 là Huawei Nova 2i nha, RAM 4 bộ nhớ 64 mình rồi nó 8 chấm luôn. Cây này em bán 800 nha. Mã số là 58 nha, máy móc ok đẹp nha. Đó, riêng nguyên cây full chức năng luôn. Đó, máy móc ok luôn ha. Được cái là riêng nguyên cây full chức năng, tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn, pin thì tốt ha. Đó, xài được hai sim luôn. Bán 800 nhưng mã số là 58 nha. Rồi mã số là 59 nè, cây cây Realme 8 nha. Realme 8 RAM 4 bộ nhớ 64, Android nó 10 chấm luôn, RAM 4 nha. Chơi được tất cả các loại game Liên Quân, Free Fire, PUBG luôn nha. Em bán có 800, găng tay một chạm, camera kép nè ha. Có hồng ngoại luôn nha. Xài được hai sim 4G luôn, mã số là 59 nha. 59 luôn, sạc đuôi tai xi luôn, máy móc ok, pin thì trâu luôn. Mặt trước thì màn hình thì gọi là màn hình giọt nước nha. Tải sẵn ứng dụng cho con có Liên Quân luôn, máy móc ok luôn ha. Tải sẵn game cho bà con luôn, sẵn rồi nè. Máy móc nó chơi được tất cả các loại game luôn nha. Rồi cái này em bán có 800, mã số là 90, 59 nha, mã số 59 nha. Rồi mã số 63 nè, cây Galaxy S8 Plus nha. Nó RAM 4 bộ nhớ 64, Android nó 9 chấm. Cây này thì xài được hai sim, em bán giá là 2 triệu 3 ha. Có găng tay một chạm nè, có đo nhịp tim nè, có sạc không dây nè, có sạc một đuôi tai xi nè. Nó xài được hai sim, màn hình Super AMOLED trong luôn nha. Đó, không nứt không bể không gì hết luôn nha. Máy móc ok full chức năng luôn. Đó, máy móc đã lắm, nó cực kỳ luôn ha. Màn hình trong vắt luôn, ok đã lắm ha. Rồi không hư không bể không gì hết luôn, 2 triệu 3 nha. Mã số 63 nha. Đó, găng tay một chạm luôn. Xài được hai sim luôn, sạc đuôi tai xi luôn, màn hình Super AMOLED luôn nha. Rồi 2 triệu 3 nha, mã số là 63 nha. Con coi ha. Rồi cây đầu tiên là mã số 20 nè. Cây này cây Oppo A51W nha. Cây này bị nứt, RAM 2, bộ nhớ 16, Android 5 chấm luôn. Cây này bị nứt nên em bán có 300 rồi nha. Gắn được hai sim luôn, có hồng ngoại luôn nha. Máy móc ok full chức năng luôn. Đó, bị nứt có một đường một giữa nè. Đó, em tải sẵn ứng dụng luôn, máy móc ok full chức năng, pin thì tốt. Bỏ sim nghe gọi cũng lời, có 300k ha, mã số là 20 nha. Rồi mã số 21 nè, G530 ha, cây 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 Galaxy G530 ha, của thằng Sam luôn, học online top, Android 5 chấm luôn. Cây này em bán 300 nha, 300k xài được hai sim luôn ha. Máy móc ok luôn ha, riêng nguyên cây luôn. Mã số 21 nha. Nó có 300k mua cái này về nó bỏ sim nghe gọi cũng lời nữa. Đó, máy móc ok, pin thì tốt ha. Máy móc ok luôn ha. Cũng còn đẹp ha, riêng luôn nha. Rồi cây này mã số 21 nha, 300k nha. Ai mua thì cọc em cái cạc Viettel 50% nha. Cọc 100 thì bao ship nha. Bên em bán có cọc nha. Rồi mã số là 33 nè. Cây này cây Galaxy Z200 nha. Cây này hơi ám, em bán 300 nha, bỏ sim nghe gọi ok luôn, không nứt không bể không gì hết luôn. Máy móc ok luôn ha, tải sẵn ứng dụng cho bà con rồi. Bỏ sim nghe gọi cũng lời nữa, có 300k ha. Hai sim luôn nha, mã số là 23 nha, của thằng Sam luôn á. Máy móc cũng còn đẹp cứng khừ luôn ha. Rồi mã số 24 nè. Cây này Galaxy Z500 nha, cây này học online tốt luôn ha. Android 5 chấm, cây này bị nứt nha. Mã số là 24 nha. Cây thường thường em bán 500, hôm nay em bán 350 do bị nứt một đường ha. Nó nứt góc nè, không ảnh hưởng gì mấy nha. Máy móc ok luôn ha. Đó, tải sẵn ứng dụng cho bà con rồi. Máy móc ok luôn.
em bán có 350 à. Rồi mã số là 24 nha, 350 ha. Nó xài được hai sim luôn nha. Rồi mã số 25 nè, Galaxy Z200 nha. Cây này học online top Android 5 chấm luôn. Cây này full chức năng, riêng nguyên cây luôn. Em bán có 350 à, mã số là 25 nha, hai sim luôn nha, cố gần sam luôn. Máy móc ok, full chức năng luôn ha. Rin luôn, màn hình rin, men rin, rin hết luôn, bỏ túi nghe gọi gọn hơn. Em bán giá bèo luôn có 350, bỏ sim nghe gọi cũng lời ha. Đó, 350 mã số là 25 nha. Rồi mã số 26 nè, cũng ra là Galaxy Z200 nha, học online tốt Android 5 chấm luôn. Cây bữa em bán 400 nha, em sụp luôn còn 350 nha. Mã số là 26, xài được hai sim luôn. Máy móc ok, full chức năng, rin nguyên cây, màn hình đẹp luôn. Đó, máy móc ok, đẹp gen span luôn ha. Màu trắng nha. Rồi em bán giá là 350, mã số là 26 nha. Ai mua thì cọc em cái cạc Viettel 50% nha, cộng 100 thì bao ship nha, chuyển khoản ngân hàng thì càng tốt nha. Bên em bán có cọc nha. Rồi cái cây này cây GTS 1516 nè, cây này GTS 1516 Plus nha, xài được hai sim và máy móc ok, full chức năng ha. Cây này RAM 2, bộ nhớ 16 Android 5 chấm luôn. Cây này em bán 350 luôn. Bỏ hai sim ở trên đây ha. Ngay chỗ này nè, bấm dỡ cái nắp này lên ha, bỏ hai sim một thẻ nhớ nha. Rồi pin thì trâu lắm. Em bán 350, mã số là 27 nha. Máy móc thì rin nguyên cây full chức năng luôn. Đó, pin thì tốt. Đó, máy móc là ok luôn ha. Màn hình rin men rin tải sẵn dụng vô con luôn ha. Đó, cái này pin trâu lắm. Mã số là 27 nha, 350 nha. Rồi mã số 28 nè. Cây này kêu V Max Pi nha, RAM 2, bộ nhớ 16 Android nó 7 chấm luôn. Cây này em bán 400 nha, thường thường cây này cũng bán 500 nên em bán 400 thôi. Mã số là 28, xài được hai sim, pin thì trâu ha. Máy móc ok luôn nha. Đó, tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn rồi ha. Đó, tải sẵn ứng dụng nè. Đó, ứng dụng này chơi được hết toàn bộ ha. Những ứng dụng mà em tải là chơi được hết. Máy móc rin nguyên cây full chức năng nha, 400k, mã số là 28 nha. Mã số 30 nè, iPhone 6G nha, bị nứt cái tí nỉ ở dưới góc nè, đó, nứt cái tí nỉ ha. Cây này thì rin nguyên cây ha. Nút gì nó mới mất chân tay thôi. Full còn lại là full chức năng ha. Nghe gọi tốt lắm. 16G em bán 700 nha. Cái này thì gắn tài khoản vô tải, muốn tải gì tải ha, tải được hết tất cả ứng dụng nha, chơi được Liên Quân, Wi-Fi, Bluetooth luôn nha. Đó, máy móc ok, iPhone 6G đó, chứ không phải thường đâu. Có bán có 700k, hồi trước em cầm tới 7 8 triệu đi mua nữa, bây giờ có 700 mà, mã số là 30 nha. Rồi mã số 31 nè, em có cây Redmi 5 Plus nha, RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 8 chấm luôn. Cây này thì mạnh lắm, chạy được 8 nhân nha. Đó, chơi được Liên Quân, Wi-Fi, Bluetooth luôn. Đó, cây này em bán 800, mã số là 31 nha. Có găng tay một chạm nữa ha, có hồng ngoại nè, xài được hai sim 4G luôn. Đó, chuyên về chơi game nha, máy rất là mạnh mẽ, máy móc ok, full chức năng luôn nha. Đó, rin luôn, màn hình rin, men rin, rin hết luôn, rất là mạnh nha. Nó chạy cực kỳ đã luôn, pin thì trâu nha. Máy móc ok luôn ha, đó, tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn ha. Rồi, cây này em bán 800 nha, mã số là 31 nha. Rồi đầu tiên là cây 00 nè, cây Oppo Neo 7 nha, cây này màu đen nó bị nứt trầy ở sau lưng ha. Đó, bị nứt luôn, học online tốt Android 5 chấm luôn, em bán 250 bỏ sim nghe gọi tốt hai sim luôn nha. Em test sim ok luôn, bị nứt bỏ uổng quá. Mà cây này bán uổng ha, em cảm ứng thì xài bình thường hết luôn, bỏ sim hai sim nghe gọi luôn, pin thì tốt. Đó, nứt thôi, cứ xài bình thường ha. Mã số là 00 ha, 250 nha. Ai mua thì cọc em cái cạc Viettel 50 hay là 100 nha, cộng 100 thì bao ship nha, chuyển khoản ngân hàng thì em cho số ha. Bên em bán có cọc nha, cọc qua thì em bán ha. Mã số 00 200. Rồi 09 nè, cây này cây Galaxy Z320 nha, hơi ám nhẹ màn hình nha. RAM 2 cây này học online tốt Android 5 chấm luôn. Cây này em bán 400 nha, xài được hai sim 4G luôn ha. Mã số là 09 nha. Cây này thì rin nguyên cây luôn nha. Rin luôn màn hình, rin men rin luôn. Đó, xài pin rời dễ thay dễ sửa dễ xài luôn, máy móc ok luôn ha. Đó, em tải sẵn ứng dụng cho bà con ha, màn hình hơi ám nên em bán rẻ một chút nha, chứ cây này em bán thường thường cũng 500 ha, rồi em bán có 400 mà, mã số là 09, màn hình không nứt không bể không gì hết luôn nha, máy móc ok, xài được hai sim 4G luôn á, có 400k nha, mã số là 09 nha. Rồi mã số là 11 ha, 11 là cây Asus X00DD nha.
Cây này màn hình hơi ám nha. RAM 3, bộ nhớ 32, Android 8 chấm với găng tay một chạm luôn, xài được 2 SIM 4G luôn ha. Cây này nếu mà thường thường không ám em bán 700 nha. Nhưng mà giờ ám rồi em bán có 400 rồi. Mã số là 11 ha, 11 ha. Cây này thì không nứt không bể không gì hết luôn, màn hình nó rin luôn, hơi ám do anh shipper anh chạy ngoài nắng ha. Anh để anh coi coi la bàn rồi coi bản đồ này kia hơi ám ha. Ảnh lại anh lấy cái mua cái máy mới anh chia lại cái này ha. Đó, em bán có 400 rồi nha. Mã số là 11 nha. Rồi mã số là 14 nè. Cây Realme 2 nha, Realme 2 màn hình hơi ám nha, RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 9 chấm luôn. Cây này có găng tay một chạm, có camera kép ha, xài được 2 SIM 4G luôn của Real của thằng Real ha. Cây này 650 nha, mã số là 14 nha. Đó, 650 nha. Máy móc ok luôn, này gọi là tay thỏ nè ha. Cái màn hình này có dán một cái lớp cường lực nha, em để luôn không lột nha. Nó hơi cộp cộm nha, nhưng mà em để luôn cho bà con ha. À, màn hình thì ám nhẹ, thiệt nhẹ chứ không nặng nha. À, màn hình thì full zin luôn, máy móc ok luôn ha. Zin hết, tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn rồi. À, máy rất là mạnh luôn nha. Rồi, cây RAM 3 luôn ha. Em bán 650 mã số 14 nha. Rồi cây 17 nè, cây Galaxy Note 5 nha, RAM 4 bộ nhớ 32, Android nó 7 chấm luôn. Cây này em bán 900 nha, có găng tay một chạm, có sạc không dây, có cây viết ha. À, màn hình Super AMOLED nha. Đó, màn hình rồi đẹp nha. Máy móc ok luôn ha. Màn hình đẹp ken luôn. Nó tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn ha. À, em vô coi có ám ố gì không nha. Máy móc sạch sẽ, màn hình đẹp luôn nha. Ken luôn ha. À, có nhiều cái camera của em đọc có phân giải 330Hz ha. Nên có khi cái màn hình Super AMOLED nó tới độ phân giải 900 mà, nên nó hơi chớp chớp nhẹ nha, chứ ở ngoài là đẹp lắm nha. Tàn quay phim mà nó đâu, quay video nó không bằng ở ngoài nha, ngoài đẹp hơn nha. Rồi mà mã số là 17 nha, 900k ha. Rồi 951 nè, cây này cây Galaxy Z2 Prime nha. Cây này học online tốt, Android nó 6 chấm luôn, em bán cũng có 350 nha. Mã số là 951 nha, xài được 2 SIM 4G, có 4G nữa ha. 2 SIM 4G luôn của thằng Sam luôn. À, cây này màu hồng ha. Đó, màn hình nó màu hồng ở sau lưng màu vàng. À, máy móc ok, riêng nguyên cây full chức năng. Em tải sẵn ứng dụng cho bà con ha. Pin rời để dễ thay, dễ sửa, dễ xài ha. Đó, có 350, bỏ 2 SIM nghe gọi khủng lời nữa. Mà đây em tải sẵn ứng dụng rồi. Em tải sẵn ứng dụng sẵn luôn đó ha. Chỉ xài những ứng dụng của em không khủng lời nữa. Máy móc ok, full chức năng luôn nha. 350, mã số là 951 nha. Rồi 956 nè, cây này cây Huawei L21 nha, RAM 2, bộ nhớ 16, Android 6 chấm, cây này pin trâu lắm, nặng kịch ha. À, Android nó 6 chấm luôn, em bán có 450 nha, mã số là 956 nha. Cây này thì xài được 2 SIM, rin nguyên cây full chức năng, à, màn hình rin men rin rin hết, tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn ha, pin thì tốt lắm. À, máy móc ok luôn, học online được luôn ha. Rồi em bán giá 450, mã số là 956 nha, 956 nha. Rồi cây Galaxy Note 4 màu đen, RAM 3, bộ nhớ 32, Android 5 chấm. Cây này em bán 500 nhân màn hình Super AMOLED, màn hình nó hai cảm ứng có cây viết nha. À, cây này em bán có 500 chưa đủ tiền cái màn hình Super AMOLED nữa. Mã số là 959 nha. À, em mở máy cho coi nào, màn hình Super AMOLED luôn. À, có cây viết luôn nha. Máy móc ok, tải sẵn ứng dụng rồi, pin tốt. À, ứng dụng tải sẵn hết trơn luôn ha. Bỏ SIM nghe gọi là ok luôn ha. Rồi cây này Galaxy Note 4 ha. Đó, RAM 3 luôn nha. 500k mã số là 959 nha. Rồi 961 nè. Cây này cây Redmi 5A nha. À, của dòng Mi. RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 8 chấm luôn. Android 8 chấm hơi tươi dừa luôn nha, mạnh lắm nha. Em bán có 550 à, mã số là 961 nha, 550 à. Máy móc ok full chức năng luôn. À, máy nè, cực kỳ luôn, tải sẵn ứng dụng luôn. Rất là mạnh luôn, mượt cực kỳ luôn, màn hình không đốm, không nứt, không bể gì hết luôn. Đó, máy móc cũng còn không có hồng ngoại luôn, xài được 2 SIM 4G luôn nha. Mã số là 961 nha, 550 nha. Ai mua thì cọc em cái cạc Viettel 50 hay là 100 nha. Cọc 100 thì em sẽ bao ship nha. À, bên em bán có cọc nha. À, 961 nha, 550 ha. 962 nha.
Cây Galaxy A01 nha. Cây này RAM 2, bộ nhớ 32, Android nó 10 chấm. Cây này em bán 600 nặng kịch, pin trâu lắm, xài được 2 sim luôn. Mã số là 962 nha. Đó, máy móc ok, rin nguyên cây, full chức năng luôn, màn hình rin men rin rin hết luôn. Tải sẵn ứng dụng vô con luôn ha. Ứng dụng nó có nhiều đó nên lắc không được. Có nhiều đó. Nếu mà em dời ứng dụng qua bên kia thì nó có một trang nữa thì lắc được nha. Đó, thấy không? Tại vì có một trang ứng dụng rồi nên nó lắc qua không được ha. Rồi cây này em bán 600 nha, nặng kịch pin trâu lắm. Mã số là 962 nha. A01 nha. Rồi cái 969 nè, cây này Galaxy S8 cộng nha, S8 Plus. Đó, RAM 4, bộ nhớ 64, Android nó là 9 chấm, Android 7 chấm ha. Đó, xài được 2 sim luôn. Máy móc ok luôn. Em bán giá có 1 triệu rưỡi, chưa đủ tiền cái màn hình full nữa. Chưa đủ tiền cái màn hình này luôn. Màn hình Super AMOLED cong luôn nha. Đó, màn hình của thằng Sam nó đẹp lắm nha, cong luôn nha. Màn hình không ám ố, không nát nể, không nứt gì luôn. Cứ ám nhẹ tí nị, không ảnh hưởng gì hết nha. Máy móc còn ngon luôn, cực kỳ luôn. Đó, sạc không dây pin tốt luôn ha. Có sạc không dây, có đo nhịp tim, rồi găng tay một chạm luôn ha. Cây này xài được 2 sim luôn, giá 1 triệu rưỡi nha. Mã số là 969 nha, sạc đôi tay si luôn nha. Màn hình cong luôn, của thằng Sam luôn, máy móc ok luôn nha. Đó, đẹp kê luôn. Rồi em có cây Galaxy A70 nha, A70. Dòng này RAM 6, bộ nhớ 128, Android nó là 11 chấm. Cây này em bán giá 1 triệu 8 nha, 3 camera luôn, vỏ cũ 5 tháng nha. Bán giá có 1 triệu 8 thôi nha. Máy móc ok, xài được 2 sim 4G luôn, mã số là 972 nha. Sạc đuôi tai si 2 sim luôn nha. Đó, màn hình đẹp Kenspan giọt nước luôn. Đó, máy móc ok luôn ha. Đó, đẹp Ken luôn ha. Em tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn rồi. Đó, tải sẵn ứng dụng luôn ha. Đó, tải sẵn ứng dụng luôn, có con cá lội luôn nha. Máy móc đẹp kê luôn ha. Đó, A70 nha. Rồi giá 1 triệu 8 nha, mã số là 972 nha. 922 nè. Cây Galaxy Z2 2018 nha. Cây này Z2 60 á. Cây này bị nứt miếng ở góc à. Nứt miếng ở dưới góc. Ngay chỗ này nè, góc này nè, có tí nỉ ha. Cây này thì riêng nguyên cây, full chức năng, bị nứt một tí ha. Cảm ứng xài bình thường, pin thì tốt lắm, xài được 2 sim luôn, Android nó 8 chấm luôn. Cây này em bán có 350 ha. Bỏ sim nghe gọi cũng lời nữa ha. Mã số là 922 nha, 922 luôn, máy móc ok, full chức năng luôn. Đó, em tải sẵn ứng dụng sẵn, pin thì tốt lắm, mọi nói pin ok lắm, xài được 2 sim luôn, của thằng Sam luôn nha. Mã số là 922 nha, 350 nha. Rồi 925 nè, Galaxy Z200 nha. Cây này học online tốt, Android 5 chấm luôn, em bán 400 nha. Cây này cũng xài được 2 sim, có chữ đoan là 2 sim nè. Đặc biệt là rin nguyên cây, full chức năng, màn hình rin men rin luôn. Cây này nhỏ gọn, dễ bó túi, mà nó hơi mắc là do cái màn hình nó mắc lắm. Màn hình rin đó, màn hình rin nó mắc dữ dằn lắm mà được cái màn hình đẹp này nè. Khi mà của thằng sau nè, màn hình mà rin á, thì nó ít khi bỏ sim vô, nó kêu phải bỏ sim vô mới được. Màn hình riêng nó cái kính nó bền lắm, nó chắc lắm. Cái khi mình rớt nhẹ nhẹ cũng không bể nữa. Còn màn hình lô cái kính nó mỏng lắm, nên cái cây này sản xuất nay cũng tuổi thọ nó còn ghê gớm lắm, mà giờ nay nó còn mới cáo luôn ha. Cửa hư cái vỏ thôi, nó tróc thủy thôi, đi xài biết chừng nào hư nữa. Trừ khi mà đi mưa rớt nước hay vô nước hay là da chạm mạnh lắm rồi mới hư nó, chứ xài bình thường biết chừng nào hư nó. Mã số là 925 nha, 400k nha. Rồi cây 931 nè, cây này cây Mobitouch S nha, cây RAM 2, bộ nhớ 16, Android trên núi ha. Cây này em bán 450 nha. Mã số là 931 ha. Cây này xài được 2 sim, máy móc ok, full chức năng, riêng nguyên cây luôn. Đó, em cài sẵn ứng dụng cho bà con rồi. Máy móc nó chạy, pin thì tốt lắm, pin thì bỏ sim vô nghe gọi thì được ngày 2 ngày luôn nha. Cây này pin trâu lắm. Nó sạc nằm trên đầu luôn. Rồi có 450 rồi nha, Android 7 chấm luôn. 931 nha, xài được 2 sim luôn. Rồi 936 nè, 936 là Galaxy Z700 nha. Đó, cây này thì RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 6 chấm luôn. Em bán 600k thôi. Mã số là 936, xài được 2 sim nha, chữ đoan là 2 sim. Đặc biệt là cây này rin nguyên cây, full chức năng luôn nha. Ở màn hình rin men rin luôn.
Đó, màn hình zin luôn nha, máy móc ok, full chức năng luôn. Đó, màn hình bự luôn, pin thì tốt lắm nha, máy móc cũng còn đẹp lắm ha. Rồi cây này 600 nha, mã số là 936 nha, J700. Rồi 938 nè, cây này cái Oppo F3 nha. Đó, cây này bị ám ha, không nứt không bể không gì hết. Đó, riêng nguyên cây luôn, đẹp luôn ha. Đó, RAM 4 nha, RAM 4 bộ nhớ 64 mình rồi 6 chấm luôn. Cây này thường thường em bán 999 đó, nên em bán còn có 700k ha, mã số là 938 nha. Đó, cây này rồi RAM 4 bộ nhớ 64 giống bình thường luôn, chơi chơi được tất cả các ứng dụng và game luôn. Máy móc ok, full chức năng luôn ha, không lỗi gì hết luôn nha. À, màn hình hơi ám nhẹ thôi, không ảnh hưởng gì mấy nha, nó hồng nhẹ lên thôi. Được cái màn hình riêng nó mượt lắm nha, găng tay trên nút home nè. Nó xài được hai sim pin tốt luôn, có 700k và RAM 4 luôn, chơi game được luôn ha. Mã số là 938 nha. Rồi cái 940 nè, cây Oppo A3s nha. Đó, RAM 2 bộ nhớ 16, Android nó 8 chấm luôn. Cây này không biết tại sao mà camera kép nữa ha. Găng cây này có xài được hai sim luôn ha. Không biết tại sao mà thường thường em đi 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 đi, đi thâu hàng á thì cây này RAM 2 bộ nhớ 16 Android 8 chấm mà người ta lại chuộng. Khi mua cái này á, giá nó rất là cao luôn mà em không muốn mua luôn, nhưng mà mua về có khách hỏi, hai ba người hỏi luôn, bắt buộc phải lấy cái này ha. Đó, 700k thôi em bán mà RAM 2 bộ nhớ 16 mà em bán 700 là nó thấy, em thấy hơi cao á, nhưng mà không mua không được, cái khách dặn này từ lưa dưa nên bắt buộc phải lấy, người ta giành giựt người ta mua luôn á, chứ không phải là em mua không. 700k mã số là 940 nữa, 940 nha. A3s nè, cây này chắc là pin trâu á, pin xài tốt với bền á. Nó riêng nguyên cây full chức năng luôn. Camera này là gọi là cái này gọi là tai thỏ ha. Riêng nguyên cây full chức năng luôn. Đó, máy móc ok full chức năng luôn ha. Đó, em tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn à. Màn hình đẹp lắm nha. Rồi cây này em bán 700 nha, mã số là 940 nha. Nó tên nó vậy ha. Rồi 948 nè, cây Galaxy S9 Plus nha. Đó, RAM 6 bộ nhớ 128, Android 10 chấm luôn. Cây này full cây luôn nha, full luôn, màn hình đẹp luôn, không nứt không bể, cong luôn nha. Màn hình Super AMOLED luôn. Giá thị trường màn hình bây giờ gần 4 5 triệu mà em giờ em bán có 2 triệu tư. Có 2 triệu tư. Đó. Máy móc ok luôn. Găng tay một chạm, camera kép, đo nhịp tim, sạc không dây, sạc đuôi tai si, xài được hai sim. Đó, màn hình Super AMOLED cong luôn. Đó. Màn hình đẹp luôn, không nứt không gì hết luôn, không ám ố không gì hết luôn. Trời ơi, máy móc nè, đó, màn hình đẹp ken luôn, không đốm không gì hết luôn. Tải sẵn ứng dụng luôn. Ôi ôi, cây nó đã nha, ken luôn, em bán rẻ luôn nha, rẻ luôn nha. Chứ làm gì mà ở ngoài bán cái giá này ha, 2 triệu tư. Mã số là 948 nha, 948 luôn nha. Đó, sạc đuôi tai si, máy móc ok luôn ha. Màn hình đẹp ken luôn nè, đó thấy không? Trời ơi, cái màn hình Super AMOLED cong luôn, coi phim một cái điểm ảnh nó rất là cao, coi mà 4K một cái đã lắm nha. À, 949 nha, 948 nha. Rồi cái 949 nè ha. Đó, cây này là cây Galaxy Note 9 nha. Note 9 này hồi đó em mê, biết mê cái gì không? Nó là PC. Khi mà mua cái đồ đổi đuôi ra con chuột với màn hình với lại máy tính á, mình găm vô nó là thành một cái PC luôn, PC nhỏ luôn. Nói ra một cái PC luôn. RAM 8 bộ nhớ 512 GB, Android 10 chấm. Cây này của Sam ha, là full hết luôn, toàn bộ luôn. Nó full hết luôn mà em bán rẻ ha. Màn hình không là dư giá tiền luôn, màn hình không là giá của nó 4 5 triệu rồi mà em bán rẻ ghê luôn. Đó, màn hình không là đủ tiền ha. Đó, máy móc ok full chức năng luôn nha. Trời ơi, cây Note luôn má ơi. Cây này có cây viết này nha, nó chính nha, xài được hai sim luôn nha. Camera kép nè, găng tay một chạm, sạc không dây, đo nhịp tim được ha. Máy móc ok luôn ha. Nó xài được hai sim luôn nha, RAM 8 trong cái thường luôn nha. Có 2 triệu 9 nè, mã số là 949 nha, 949 nè. Màn hình Super AMOLED cong luôn á. Ồ, Super AMOLED cong luôn, máy móc ok luôn. Trời ơi, nó đẹp nha. Nó đẹp ken span luôn ha. Pin thì tốt lắm. Máy móc ok luôn ha. Rồi cây này của hồi đó là của ao ước cũng nhiều người lắm á, 2 triệu 9 nha, mã số là 949 nha.
Rồi cây đầu tiên là mã số là 900 nè, cây này cây Oppo Neo 7 nha, học online top Android 5 chấm luôn, cây này xài được 2 sim luôn, máy móc full chức năng, riêng nguyên cây full chức năng luôn ha, em bán có 350, xài được 2 sim 4G luôn, 3G luôn, 2 sim luôn, máy móc ok full chức năng ha, em bán giá có 350, mã số là 900 nha, máy móc ok luôn, em tải sẵn ứng dụng vô con rồi, bỏ sim nghe gọi đã lắm, tốt lắm ha, rồi có 350 rồi nha, mã số 900 ha. Ai mua thì cọc em cái cạc Viettel nha, 50 hay là 100 nha. Nếu mà cọc ra cọc cho em 100 thì em sẽ bao ship nha. Rồi ai chuyển khoản được thì chuyển khoản, em cảm ơn ha. Rồi cây này 900 nha. Rồi cái 905. Cây này Galaxy One 7 nha, RAM 2, bộ nhớ 16 Android 5 chấm, em bán 400 nha, nó bự. Pin thì tốt, xài được 2 sim luôn, mã số là 905 nha. Vỏ nó cũ qua 5 tháng nha. Máy móc ok, màn hình rin man rin rin hết luôn, màn hình rin man rin luôn, tải sẵn dụng cho con, pin rất là tốt luôn, pin nó trâu lắm, bự nữa, máy móc ok luôn ha. Rồi giá là 400 nha, mã số là 905 nha. Rồi cái 906 nè, em có cây Galaxy E5 nha, RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 5 chấm ha, cây này em bán 450, màn hình Super AMOLED, xài được 2 sim 1 thẻ nhớ luôn nha, mã số là 906 nha. Đó, máy móc ok full chức năng, màn hình đẹp luôn, rin hết toàn bộ luôn, màn hình rin man rin rin hết luôn đó, tải sẵn ứng dụng cho bà con rồi, pin tốt luôn ha, máy móc ok luôn, màn hình đẹp lắm nha. Rồi cây này em bán 450 nha, mã số là 906 nha. Rồi 907 nè, cây VMAX Pi nha, đó, RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 7 chấm luôn, em bán 450 rồi, xài được 2 sim luôn, VMAX Pi nha, đó, đã luôn, và tải sẵn ứng dụng rồi đó, tải sẵn ứng dụng cho bà con rồi đó. Máy móc ok luôn ha. Rồi cây này em bán giá là 450, mã số là 907 nha. Ai mua thì cọc em cái cạc Viettel 50 hay là 100 nha, cọc 100 thì bao ship nha. Bên em bán có cọc nha. Rồi 908 ha. Cây Oppo A71 nha, RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 7 chấm luôn. Cây này em bán 500 nha, xài được 2 sim luôn nha. Máy móc ok luôn, cũng bự ha, đã ha, có 500k ha. Mã số là 908 nha. Bỏ 2 sim nghe gọi ok luôn, full chức năng, không nứt không bể không gì hết, riêng nguyên cây luôn đó, máy móc ok luôn nha. Rồi cái này 908 nha, 500k ha. Rồi 910 là cây Redmi 5A nha, RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 8 chấm luôn, cây này em bán 550 nha, mã số là 910 nha, máy móc ok, riêng nguyên cây, full chức năng luôn đó, máy rất là mạnh, tải sẵn dụng cho con luôn đó, tải sẵn hết luôn. Pin thì tốt lắm, máy móc ok luôn ha. Cây này thì khỏi nói, màn hình rin man rin hết toàn bộ, mà mạnh lắm nha. Rồi cây này em bán giá là 550, mã số là 910 nha. Có hồng ngoại luôn nha, xài được 2 sim luôn á, 2 sim 1 thẻ nhớ luôn. Rồi 912 nè, cây Galaxy Z700 nha, Z700 RAM 2, bộ nhớ 16, Android 6 chấm luôn. Cây này thì rin nguyên cây full chức năng, màn hình rin man rin hết toàn bộ luôn, màn hình rin luôn nha. Đó, riêng nguyên cây luôn, màn hình cũng bự ha. Đó, xài được 2 sim luôn, tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn. Đó, máy móc ok, cây này màu trắng nha, em bán giá là 600 nha, mã số là 912 nha, 2 sim luôn á, Oppo nè, cái gì Galaxy Z700 nha, 600k, 912 nha. Rồi cây 915 nè, cây này cây Galaxy Note 5 nha, RAM 4, bộ nhớ 32, Android nó 7 chấm, cây này em bán 850 nha, có sạc không dây, có đo nhịp tim nè, thấy không, máy móc ok luôn ha, có cái viết nha, màn hình hai cảm ứng nha. Đó, bị lót nha, cái này nó bị tróc thủy, nó bị tróc thủy trên đây không ảnh hưởng gì hết nha. Đó, máy móc ok luôn, nếu mà không tróc thủy là em bán giá 1 triệu tới 1,1 triệu nha, cây này em bán giá có 850, màn hình không ám không ố không gì hết, cây viết xài bình thường full chức năng luôn ha. Ha, riêng nguyên cây luôn, bị lót thôi ha. Rồi cây này em bán 850 nha, mã số là 915 nha. Ai mua thì cọc em cái cạc Viettel 50 hay 100 nha. Cọc 100 thì em sẽ bao ship nha, cọc 50 thì 20k tiền ship nha. Rồi bên em bán có cọc nha, làm ơn cọc qua anh em ship nha. 915 nha. Rồi 916 nè, Galaxy Z7 Plus nha. Z7 Plus thì nó là camera kép nè. Nó RAM 4, bộ nhớ 32, Android 9 chấm nha. Cây này xài được 2 sim nha. Máy móc ok, 2 sim 4G luôn. Em bán giá 900 nha, mã số là 916 nha, 916 nha. Rồi máy móc full chức năng luôn, xài được 2 sim luôn. Đó, em tải sẵn con cá lội không thấy đường luôn, đẹp cancel ban luôn, màn hình đẹp luôn. Đó, tải sẵn con cá lội luôn. Máy móc ok full chức năng luôn, đẹp luôn nha. Đó. Cây này full chức năng luôn, pin tốt luôn, găng tay trên nút hôm luôn.
Cây này RAM 4 nha. Đó, 900k, mã số là 916 nha. Rồi cái 872 nè, cây này cây Galaxy Z3 20 nha. Cây này bị nứt miếng tí nị ha. Đó, có một tí nị ở góc này nè. Đó, có một tí nị ở đây ha. À, cây này học online tốt, Android 5 chấm luôn. Cây này em bán 350 nha, 350 luôn, mã số là 872 nha. Cây này xài được hai sim 4G luôn, full chức năng của thằng Sam luôn nha. Máy móc ok luôn ha. À, em tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn. Nó pin thì tốt lắm, máy móc ok luôn ha. Em tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn nè. Đó. Cực kỳ luôn ha. Nó bị nứt con tí nị ha. Không ảnh hưởng gì hết nha. Máy em còn đẹp ha. Rồi 7872 nha, 350 nha. Rồi cái 875 nè, cái Nokia 3 nha. No 3, cây này bị lót ha. RAM 2, bộ nhớ 16, Android nhớ 9 chấm luôn. Cây này em bán 400 nha, không bị lót em bán 500 mà. Mã số là 875 nha. Đó, xài được hai sim 4G, máy móc ok, full chức năng luôn nha. Đó, bị lót tí nị ở đây nè. Không ảnh hưởng nha, cái lót chứ không phải là màn hình hư nha. Đó, máy móc ok, tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn. Đó, tải sẵn luôn nha. Đó, em quay một vòng cho coi ha. Đó, máy móc hơi nè, ok luôn, 400k, mã số là 875 nha. Cây này xài được hai sim một thẻ nhớ luôn nha. Rồi 876 nè, cây Vivo i67, Vivo i67 bị nứt miếng. À, bị nứt miếng đường nè, góc này qua tới đây ha, cảm ứng thì xài bình thường, găng tay trên nút home. Đặc biệt RAM 4, bộ nhớ 32, Android nó 6 chấm, cây này em bán 400 nha, xài được hai sim luôn nha. Đó, mã số là 876 nha. Nó RAM 4 mà em bán có 400 do bị nứt miếng ha, ép kính được luôn. Đó, 400k mã số là 876, xài được hai sim nha. Rồi cái 877 nè, cây Geno 3 nha, cây này RAM 2, bộ nhớ 16, Android 9 chấm, em bán 450 nha. Đó, 877 nha, xài được hai sim của thằng Nô luôn, máy móc ok luôn ha. Đó, tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn. Đó, tải sẵn ứng dụng rồi ha, rất là nhạy mén, ok luôn ha, full ha. Rồi cây này em bán 450, mã số là 877 nha. Ai mua thì cọc em cái cạc Viettel 50% nha. Nếu mà cộng trăm thì em sẽ bao ship nha. Mua thì cọc qua ha. Rồi cái 881 nè, cây này cây No 3, RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 9 chấm. Cây này em bán 500 nha, đẹp kênh. À, giá mã số là 881 ha. Máy móc ok, xài được hai sim, màu trắng. Màn hình đẹp, men đẹp hết, toàn bộ máy móc đẹp ha. Đó, máy móc full đẹp luôn, tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn ha. Đó, máy móc đẹp kênh luôn ha. Rồi pin thì tốt ha, xài được hai sim một thẻ nhớ luôn. Em bán 500 nha, mã số là 881 nha. 885 nè, cây Galaxy Note 4 nha. Galaxy Note 4 RAM 4, bộ nhớ 32, Android nó là 6 chấm. Cây này em bán 600 nha, mã số là 885 nha. Có đo nhịp tim nè ha. À, máy móc ok, có cây viết nè, màn hình Super AMOLED luôn, nguyên nhôm nguyên khối nha. Đó, nhôm nguyên khối, màn hình Super AMOLED luôn nha. Đó, em tải sẵn ứng dụng cho bà con nè. Máy móc ok luôn, đó, tải sẵn ứng dụng nó, ứng dụng một nồi luôn ha. Máy móc ok, full chức năng, năng pin thì tốt ha. Rồi, cây này em bán giá 600 nha, RAM 4 nhớ 32, Android 6 chấm luôn. Đó, 600k, mã số là 885 nha, màn hình Super AMOLED luôn á. 887 nè, cây này cây Redmi 5 Plus, RAM 4, bộ nhớ 64, Android nó 7 chấm luôn. Đó, RAM 4, bộ nhớ 64 luôn nha, em bán 800 nè, mã số là 887 nha. Đó, máy móc ok, có găng tay một chạm nè, có hồng ngoại, xài được hai sim 4G luôn. Đó, máy móc ok, màn hình green, men green hết toàn bộ luôn nha. Green hết luôn, máy móc chạy không thấy đường luôn, RAM 4, bộ nhớ 64 luôn. Rồi, cây này em bán 800, mã số là 887 nha. Rồi cái 888 nè, cây này cây Galaxy S7 Edge nha, bị nứt, S7 Edge bị nứt nha. Đó, màn hình thì đẹp, màn hình Super AMOLED cong luôn nha. Đó, có sạc không dây, có đo nhịp tim luôn. Cây này RAM 4 nha, bộ nhớ 32, Android nó 9 chấm. Cây này em bán 800 nha, 800k, mã số là 888 nha. Cây này hồi đó em cầm 7 triệu đi mua nó, đó, mà mua không có nữa. Đó, 3 giờ bán có 800, sạc không dây, màn hình Super AMOLED luôn. Mã số là 888 nha. Đây màn hình Super AMOLED luôn. Máy móc ok luôn ha. Không đốm nha. Màn hình đẹp nha. Không đốm nha. Bị nứt thôi nha. Đi ép kính được luôn nha. Đó, máy móc ok full chức năng luôn. Đó, mã số 888 có 800k nha.
Em có cây Galaxy iPhone 6s nha, iPhone 6s 16GB quốc tế mức vân tay giá 850 nha, mã số là 890 nha. iPhone 6s thì anh iOS của nó lên tới 15 chấm à. Nên máy móc ok, màn hình đen ha. Cái nút home này nó bị hư rồi, em lấy cái nút home màu trắng em gắn vô ha, xài bình thường. Đó. Máy móc ok luôn ha. Màn hình riêng luôn ha. Cây này thì tải được tất cả các ứng dụng luôn, chơi được game Liên Quân, Free Fire, PUBG luôn nha, rất là mạnh mẽ nha. Rồi em bán 850 thôi, 6S luôn á. Mã số là 890 nha. Rồi 891 nè, cây này Galaxy Z7 Pro nha. Z7 Pro RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 7 chấm. Cây này em bán 900 nha, xài được hai SIM nhân một thẻ nhớ luôn ha. Cây này là full chức năng. 891 nha, mã số là 891. Đó, Z7 Pro nha. À, em tải sẵn ứng dụng luôn, pin thì tốt lắm, bỏ SIM nghe gọi tốt lắm, găng tay cho nó firm luôn. Cực kỳ luôn. Đó, à, nó mượt ha. Full chức năng nha. Máy móc ok luôn ha. Rồi cây này em bán 900, mã số là 891 nha. 842 nè, cây này Galaxy Z200 nha, học online tốt, Android nó 5 chấm luôn, em bán 350 luôn, xài thì cũng được hai SIM luôn của thằng Sam nha. Đó, đoan nè, đoan là hai SIM ha. Đó, máy móc ok luôn, 350, mã số là 842 nha. Rin nguyên cây full chức năng nha. Máy móc ok luôn. Đó, em tải sẵn ứng dụng luôn, màn hình Rin men Rin Rin hết luôn. Rồi, máy móc ok luôn ha. Rồi 350 nha, mã số là 842 nha. Rồi cái 843 nè, cây này cây Oppo Neo 9 nha, cây này RAM 2, bộ nhớ 16, Android 5 chấm luôn, cây này cũng xài được hai SIM luôn ha. Em bán cũng 350 luôn, mã số là 843 ha. 843 xài được hai SIM, rin nguyên cây full chức năng. À, em tải sẵn ứng dụng vô con luôn, máy móc ok full chức năng luôn ha. Đó, à, màn hình thì ok luôn full luôn ha. Rồi cây này em bán giá là 350, mã số là 843, ai mua thì cọc em cái cạc bị theo 50% nha, cộng trăm thì bao ship nha, sau rồi cọc mới bán, không cọc không bán nha. Rồi mã số là 844 nha, cây này cây V Max B3 nha, cây này bị lót ha, nó không nứt không bể cái gì, bị lót miếng à, RAM 2 bộ nhớ 16, Android nó 9 chấm luôn, cây này thường thường em bán 600, mà giờ bị lót là em bán 450 nha, 450 mã số là 844 nha. Này bự tổ bữa nãy, pin thì trâu như con bò, xài được hai SIM 4G. À, màn hình Rin men Rin hết, bị lót miếng nè. Là máy móc ok, full chức năng luôn ha. À, cảm ứng thì xài bình thường, full chức năng luôn, không lỗi gì hết, chỉ bị lót miếng ở đây thôi. Vài bữa nó cũng hết luôn. À, máy móc ok, full chức năng ha. Nó bị lót chứ không phải là bị đớp màn hình nha. 450 mã số là 844 nha. Rồi cây 847 nè, cây Redmi Note 3 nha. Redmi Note 3 RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 6 chấm luôn nha. Cây này sở hữu được 8 nhân, mỗi một nhân 2 Hz, rất là mạnh mẽ luôn. Cây này em bán 550 thôi, thường thường em bán 600-700, em bán 550 thôi. Cây này chơi được game Liên Quân, Free Fire, PUBG luôn nha. Đó, có găng tay một chạm, có hồng ngoại, xài được hai SIM 4G luôn nha. Cây này nương nương chơi thôi, chứ RAM 2 bộ nhớ 16 thì nó mạnh thiệt, nhưng mà nương nương chơi thôi, còn muốn chơi mạnh thực sự là mua RAM 3 cũng nhớ 32 nha. Cái này 847 nha, còn tất cả ứng dụng này kia cây này thì sở hữu rồi, chạy hết tất cả ứng dụng nha. Cây này thì chơi như Loja này kia được, chạy không thấy đường luôn, những ứng dụng này thì khỏi nói rồi ha, chạy không thấy đường rồi, rất là mạnh mẽ, màn hình Rin men Rin hết toàn bộ luôn. Cây 550 mã số là 847 nha. Rồi cây Note 4 nha, Note 4 RAM 3, bộ nhớ 32, Android 6 chấm luôn, nhôm nguyên khối luôn, có đo nhịp tim luôn, có hồng ngoại luôn, xài máy móc ok luôn ha. Rồi cây 850 nè, mã số là 850 nha, bài 700k ha, màu hồng, máy móc ok, màn hình Rin men Rin Rin hết toàn bộ luôn, máy móc Rin hết luôn ha. Đó, màn hình đẹp kênh sờ bên luôn, màn hình nó đẹp, nó không ám ố không gì hết luôn. Đó, riêng nguyên cây màn hình có cảm ứng luôn nha. Máy móc ok, có cây viết luôn. 850 nhân 700k ha. Rồi 851 nè, cây Redmi Note 5A Prime ha. Cây RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 7 chấm. Cây này em bán 700 nha. Đó, găng tay một chạm, thường thường cây này em bán 800 này sổ, còn 700 luôn. Vỏ nó hơi cũ nha. Mã số là 851 nha, 851, găng tay một chạm, có hồng ngoại, xài được hai SIM 4G luôn ha. Máy móc ok, màn hình Rin luôn, men Rin hết toàn bộ luôn.
Tải sẵn ứng dụng cho con luôn, máy móc ok full chức năng luôn ha. Em quay vòng vòng cho coi nữa ha. Cây này có ghẻ bèo có 700 ha, 700 mã số là 851 nha. Rồi cây 853 nè, cây Galaxy Note 4 nha, cây RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 9, Android nó 6 chấm nè, em bán 700 nè, có nhịp tim nè, nhôm nguyên khối luôn, máy móc ok full luôn ha, máy móc ok luôn. Cây này thì có màn hình Super AMOLED luôn ha, màn hình zin luôn nha, màn hình zin Super AMOLED luôn, rồi có cây viết luôn nha, đó có cây viết luôn, máy móc ok full chức năng, tải sẵn ứng dụng cho con rồi, pin tốt luôn ha. Máy móc ok luôn, 700k, mã số là 853 nha. Ai mua thì cọc em cái cạp Viettel 50% nha, cộng trăm thì sẽ bao ship nha, cọc qua thì em sẽ ship ha. 853 ha, 700k ha. Rồi 856 nè, cây này cây iPhone 6G 16GB quốc tế full chức năng riêng nguyên cây luôn ha. Cây này em bán 750 nha, mã số là 856 nha. Đó, full chức năng luôn, có găng tay luôn nha, nó găng tay nè ha. Ở máy sạch sẽ, máy móc ok full chức năng luôn, màn hình zin men zin hết toàn bộ luôn ha. Nhập tài khoản vô tải thôi ha, máy móc ok luôn ha. Full chức năng tại cây này thì mà tải được tất cả các ứng dụng luôn ha, chơi được hết cây iPhone 6G ha, máy móc ok, 750 mã số là 856 nha. Rồi Galaxy Note 5 ha, Galaxy Note 5 luôn, RAM 4, bộ nhớ 32, Android nó 7 chấm. Cây này em bán 900 nha, có găng tay một chạm luôn, có sạc không dây ha, có cây viết ha. Màn hình Super AMOLED luôn nha, màn hình Super AMOLED luôn, có hai cảm ứng luôn ha, có cảm ứng viết nữa. Em tải sẵn ứng dụng cho một kia con này ha, pin thì tốt lắm, máy móc ok ha, này vỏ cũ qua 5 tháng thôi nha, đó có cây viết nha, màn hình Super AMOLED luôn. Cây này em bán 900, RAM 4, nhớ 32 luôn nha, có sạc không dây luôn nha. 857 nha, 857 ha. Rồi 859 nha, Galaxy Z7 Plus nha, màu đen luôn, camera kép luôn ha. RAM 4 nha, cây này RAM 4, bộ nhớ 32, Android nó 9 chấm luôn. Cây này em bán 950 nha, mã số là 859, xài được 2 sim nha. Máy móc ok của thằng Sam luôn, máy móc ok luôn, tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn. Pin thì tốt lắm, máy móc ok luôn ha. Tải sẵn ứng dụng luôn, máy móc ok luôn, chút nữa em tải vô ha. Pin thì tốt lắm, màu đen luôn, đẹp ha, có 950 nha. Z7 Plus luôn ha, mã số là 859 nha. Rồi em cây Galaxy S9 Plus nha, S8 Plus chứ, cây này Galaxy S8 Plus nha, bị lót, RAM 4, bộ nhớ 64, Android 9 chấm. Cây này xài được 2 sim, và em bán giá 1.550.000 ha, 1.550.000, mã số là 861 nha, có sạc không dây, có đo găng tay một chạm, có đo nhịp tim ha. Cây này mà Super AMOLED công luôn nha, của thằng Sam luôn, máy móc ok luôn đó. Em tải sẵn ứng dụng cho con luôn, nó bị keo chỗ này nè, bị keo đi, bị keo nó chỗ này miếng nha, không nứt nha, màn hình này trong dẻo ok hết luôn nha, đi ép kính được luôn đó, máy móc ok luôn ha, bị keo chỗ đó thôi chứ không ảnh hưởng gì hết nha. Em bán sổ luôn cho bà con, có 1.550.000 rồi nha. Đó cây này mã số là 861 nha, chứ đó em cầm 6-7 triệu đi mua không nổi.